Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 128. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì nghe một giọng khác vang lên, Diệp công tử, gia tộc Nam Việt chúng ta tuy không có chừng ấy tạo hóa thần tinh, nhưng có thể dùng đan dược để trao đổi. Người kia nói xong thì vung tay lên, gọi mấy trăm bình đan dược xuất hiện trước Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua rồi quay sang Lan Nhược, nàng ấy cũng thoáng nhìn rồi nói, số đan dược này có giá trị trên 3 tỷ tạo hóa thần tinh, đủ cho ngũ duy đào tạo ra vô số thành đạo cảnh. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi ngo ngoe dục dịch. Nào ngờ lại nghe ông lão cổ tộc nói, đan dược mà thôi, chúng ta cũng có. Nói rồi, ông ta đưa tay, gọi mấy trăm bình đan dược xuất hiện. Diệp công tử, 3 tỷ cộng thêm số đan dược này, cậu thấy thế nào? Diệp Huyên quay lại, chỉ thấy Nam Việt tu không lên tiếng. Giá trị của đạo kinh tất nhiên vẫn vượt xa những thứ này, nhưng nếu gia tộc Nam Việt tiếp tục muốn theo đuổi thì sẽ hao tổn rất nhiều. Thấy vậy, Diệp Huyên cười nói với ông lão cổ tộc Thành Giao. Hắn bấm tay, để quyển trục bay đến trước mặt ông ta. Ông lão cũng sảng khoái ngoắc tay đẩy một chiếc nhẫn chữ vật sang. Hắn nhìn thoáng qua, bên trong vừa khéo có 3 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Ông lão đang rậm rời đi thì nghe Diệp Huyên cất giọng, không biết ở đây có người đạo môn không? Những người khác nghe thấy hai chữ đạo môn thì đều nhìn lên hắn. Hắn chỉ cười, không à. Một lão già bỗng xuất hiện cách đó không xa, sao? Hiển nhiên chính là người đạo môn. Diệp Huyên hết nhìn mọi người rồi chỉ sang lão già, ai giết người này, ta tặng miễn phí quyển đạo kinh thứ 8. Bốn phía im lặng như tờ. Lão già cười nhạt, kẻ nào dám. Bỗng nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Lão già cả kinh quay lại, nhưng tia sáng đã xuyên thủng giữa trán lão chỉ một khắc sau đó, khiến lão thần hồn câu diệt. Một bóng mờ xuất hiện gần Diệp Huyên, không thấy rõ dung mạo, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Thật đúng là to gan. Bóng mờ vươn tay ra, Diệp Huyên lập tức đưa một quyển trục tới. Bóng mờ lướt nhìn qua rồi xoay gót rời đi. Diệp Huyên bỗng nói, có hứng thú với quyển thứ 9 không? Bóng mờ dừng bước hỏi, giết ai? Diệp Huyên cười, 10 cường giả quy nhất cảnh của đạo môn. Thấy đối phương im lặng, hắn lại nhìn bốn phía, nói. Phàm là ai giết được một quy nhất cảnh đạo môn? Ta tặng quyển đạo kinh thứ 8, giết 10 người, tặng quyển thứ 9, trên 20, ta dẫn người ấy đến cửu duy chơi. Mọi người, những người khác vốn không tin tưởng lắm, nhưng xét đến thế lực vô cùng thần bí sau lưng Diệp Huyên, chẳng lẽ hắn thật sự đến từ cửu duy? Nhưng cửu duy ở nơi nào? Đây là tiếng lòng đầy nghi hoặc của họ. Bóng mờ trước mặt Diệp Huyên lên tiếng, giết 10 tên, đổi lại quyển đạo kinh thứ 9. Thật không? Hắn chỉ vào bản thân, Diệp Mỗ đã bao giờ lừa ai chưa? Chờ đấy. Bóng mờ nói rồi biến mất. Những người còn lại rơi vào trầm tư. Chỉ cần giết một cường giả quy nhất cảnh là có thể có được quyển đạo kinh thứ 8, thật sự là một cái giá quá hời. Nhưng đối thủ của họ là đạo môn. Muốn thì muốn, nhưng bảo làm thì lại không dám. Diệp Huyên bỗng cười, ta biết chư vị không muốn đối địch với đạo môn. Nhưng không công khai ra mặt thì có thể lén đi mà. Chỉ cần che giấu bản thân thật tốt thì ai biết người ra tay là các vị đâu. Những người khác không khỏi nhìn hắn. Mẹ nó, tiểu tử này ác thật. Diệp Huyên cười, sở dĩ đạo môn mạnh đến vậy là vì họ sở hữu đạo kinh. Nếu các vị có được quyển thứ 8 và thứ 9 trong tay thì cũng không kém cạnh gì. Cơ hội ngay trước mắt. Không trân trọng thì sẽ phải hối tiếc. Bỗng dưng, một giọng nói vang lên, chúng ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi. Mọi tầm mắt tập trung vào Diệp Huyên. Hắn thoáng im lặng trong một giây, sau đó có một luồng huyết mạch chi lực khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra. Không gian bốn phía ầm ầm chấn động. Những người khác biến sắc, ngay cả Lan Nhược cũng đanh mặt lại. Hẳn chư vị đều rất tò mò về thân thế Diệp Huyên ta. Diệp Huyên cười, thật không dám giấu giếm. Ta chính là đứa con cưng của cửu duy, còn đây là huyết mạch đứng đầu cửu duy phong ma. Nghe thấy mấy từ vị diện chi tử của cửu duy, những người khác đều không biết phải nói gì.
Họ đương nhiên không tin, nhưng huyết mạch của Diệp Huyên vừa kỳ lạ lại vừa mạnh mẽ, họ chưa nghe qua bao giờ. Có gì đó rất bất thường ở đây. Diệp Huyên cười, chư vị hẳn đã điều tra về ta, biết Diệp Huyên ta là người thế nào. Thứ nhất, ta chỉ muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, không có hứng thú với địa bàn của các vị. Thứ nhì, đạo kinh đối với ta chỉ như đồ bỏ, bởi vì nó chẳng có tác dụng gì ở cửu duy. Chư vị đều biết ta đã làm những gì ở ngũ duy. Ta thích kết bạn, nếu chư vị bằng lòng làm bạn cùng ta, Diệp Huyên sẽ tặng miễn phí đạo kinh, để mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau trở nên mạnh hơn. Ta chưa bao giờ là kẻ ích kỷ, nếu chư vị không muốn kết bạn thì cũng không sao, chỉ cần không thành kẻ địch, Diệp Huyên ta sẽ không mạo phạm đến chư vị. Những người khác rơi vào im lặng. Lan Nhược thoáng nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Diệp Huyên lại nói, không muốn bị cuốn vào việc này cũng không sao cả, chỉ cần các vị giết người đạo môn, ta sẽ hai tay dâng tặng nội dung đạo kinh. Không ai lên tiếng. Thật ra đã có vài người động tâm tư, nhưng không ai ngu ngốc đến mức sẽ để lộ ra ở đây. Chỉ cần giết một cường giả đạo môn là có thể có được quyển đạo kinh thứ 8. Giao dịch quá hời, sức hấp dẫn quá lớn, đáng để mạo hiểm. Không lâu sau, có vài người trong điện rối rít rời đi. Lan Nhược xuất hiện, cười nói, bọn họ sẽ ra tay. Diệp Huyên, vậy sao? Lan Nhược, nếu ta không có đạo kinh trong tay thì cũng sẽ làm như vậy. Một mạng người đổi một quyển đạo kinh, quá hời. Nhưng ngươi làm vậy chẳng khác gì tuyên chiến với đạo môn. Diệp Huyên, nếu ta không làm vậy, bọn chúng liệu sẽ bỏ qua cho ta sao? Lan Nhược lắc đầu, chúng sẽ không. Diệp Huyên bỗng hỏi, thánh địa vô biên có động tĩnh gì không? Lan Nhược, một chút cũng không, an tĩnh cực kỳ. Diệp Huyên im lặng. Lan Nhược, ngược lại, đạo môn đang hành động rầm rộ. Theo ta được biết, chúng đã triệu tập tất cả đệ tử đang ở ngoài về, cũng gọi vô số cường giả ẩn nấp xuất quan, có thể sẽ làm gì lớn trong thời gian tới. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyên, Lan Nhược cô nương, đạo lão nhị đã đến cấp bậc nào? Lan Nhược, hẳn là bán bộ thần cảnh. Thần cảnh, Diệp Huyên cau mày. Lan Nhược gật đầu, thần cảnh là khi có thể nghịch chuyển tử khí trong cơ thể, biến thành sinh khí. Cường giả ở cấp bậc này, từ góc độ nào đó mà nói thì rất khó để chết tự nhiên, vì họ có thể chậm rãi nghịch chuyển tử khí thành sinh khí. Tuy không thể gọi là vĩnh sinh nhưng sống mấy chục vạn năm cũng dư giả. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, thật ra thì càng đến gần cuối, mục đích tu luyện của mọi người vẫn là để sống càng lâu. Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. Lan Nhược lại nói, cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân từng ra tay trước kia tất nhiên rất mạnh, nhưng đạo môn nội tình thâm hậu, có lẽ sẽ không sợ các nàng. Người phải hiểu toàn bộ những cảnh giới tu luyện của chư thiên vạn giới hiện nay đều do lão tổ đạo môn sáng tạo ra. Tuy ông ấy đã không còn nữa nhưng vẫn không thể xem thường họ. Diệp Huyên lắc đầu, ta vẫn không hiểu vì sao đạo môn khăng khăng muốn ta phải chết. Lan Nhược, vì ngươi đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh. Một khi triệu hồi đại đạo chi linh, ngươi chính là chủ nhân đạo môn. Tuy ngươi không có ý muốn đó nhưng bọn họ sẽ không để ngươi triệu hồi thành công. Nàng ấy thoảng dừng lại, thật ra, có đôi khi lý do để một người muốn giết ngươi, không phải vì ngươi là kẻ thù của họ, mà vì ngươi có khả năng uy hiếp đến họ. Đối với họ mà nói, bấy nhiêu lý do là đủ rồi. Diệp Huyên, ta hiểu. Ta sắp đi đến một nơi này, Lan Nhược cô nương có hứng thú theo cùng không? Lan Nhược tò mò, nơi nào? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Trước khi rời đi, Thanh Nhi có đưa cho ta một tấm bản đồ, rõ ràng là muốn ta đến đó. Lan Nhược, là cô gái áo trắng. Diệp Huyên gật đầu. Lan Nhược nói sau một hồi im lặng. Diệp công tử, đây có thể là kỳ ngộ, người vẫn muốn ta theo cùng sao? Hắn cười, đúng vậy, chỉ phải xem Lan Nhược cô nương có bằng lòng hay không. Lan Nhược nhìn hắn một hồi rồi cười, đương nhiên. Diệp Huyên, vậy chúng ta lên đường thôi. Lan Nhược đi. Sau đó cả hai rời khỏi huyền thành. Đạo môn. Một ngày nọ, một ông lão bước vào gian phòng trúc của đạo lão nhị. Thấp giọng nói, nhị chủ,
Diệp Huyên kia ở Huyền Thành vừa tuyên bố, phàm là người giết được một cường giả quy nhất cảnh của chúng ta, lập tức thưởng quyển đạo kinh thứ 8, giết 10 người, sẽ được quyển thứ 9. Đạo lão nhị lạnh lùng, có kẻ dám sao? Ông lão, chúng ta đã mất liên lạc với hai cường giả quy nhất cảnh, e rằng. Đạo lão nhị khẽ nheo đôi mắt tràn đầy sát ý lại, là ai? Ông lão lắc đầu, không biết. Đạo lão nhị đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Thấy người đàn ông đi vào, đạo lão nhị không khỏi sửng sốt. Ông lão cũng ngẩn ra trước khi vội vàng thi lễ tứ chủ. Người này chính là một trong đạo môn tứ thánh, xếp hàng thứ tư. Đạo lão nhị, lão tứ xuất quan rồi sao? Đạo lão tứ gật đầu cười, tên Diệp Huyên này đang dùng đạo kinh làm mồi nhử, kích thích các thế lực khác đối đầu với chúng ta. Đạo lão nhị, người có ý gì không? Đạo lão tứ lắc đầu, chúng ta không thể trả đũa những kẻ đã ra tay với cường giả của chúng ta, bởi đó chính là điều Diệp Huyên muốn. Đạo lão nhị cau mày, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Đạo lão tứ gật đầu, không những vậy mà chúng ta còn phải xây dựng quan hệ tốt với họ. Diệp Huyên có đạo kinh, chẳng lẽ chúng ta không có? Đạo lão nhị, ý ngươi là chúng ta học theo cách làm của hắn. Đạo lão tứ khẽ cười, những người kia vì nội dung đạo kinh mà dám giết người của chúng ta, nếu chúng ta cũng lấy đạo kinh làm mồi, đoán xem bọn chúng có giết người ngũ duy không? Đạo lão nhị không nói gì. Đạo lão tứ, chúng sợ Diệp Huyên hay sợ đạo môn ta hơn? Sau đó y nhìn sang ông lão, người đi điều tra xem Diệp Huyên có bạn bè thân nhân nào ở ngũ duy, sau đó truyền lệnh, ai giết được một người bạn của Diệp Huyên, đạo môn tặng quyển đạo kinh thứ 8, thêm 1 tỷ tạo hóa thần tinh. Số lượng tạo hóa thần tinh khiến ông lão cũng không khỏi biến sắc. Đạo lão tứ cười, hắn muốn đua tiền tài, đua nội tình với chúng ta. Còn non lắm. Đạo lão nhị cười, kế này rất hay. Đạo lão nhị, nhưng thế lực đứng sau hắn qua bí ẩn, chúng ta tạm thời không nên đối đầu. Cứ từ từ mà đến, rồi sẽ đọ sức về tài lực lẫn nội tình. Đạo lão nhị, tất nhiên là kế hay, nhưng thế lực đó. Đạo lão tứ, không sao, cứ để từ từ. Bây giờ chúng ta cần mượn đao giết người, để thế lực ở chư thiên vạn giới nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ cần phần thưởng đủ lớn, ắt sẽ có kẻ đi liều. Chúng ta phải biến hắn là kẻ thù của chư thiên vạn giới. Về phần cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân, chúng ta đi tìm bọn họ làm gì, trong khi hoàn toàn có thể đợi họ đến tìm chúng ta. Việc cấp bách hiện nay là phải gọi Tam Sư Tỷ cùng một số trưởng lão đang lịch luyện bên ngoài trở về, sau đó bố trí trận hình giết chết hai người phụ nữ kia cả cô gái váy trắng nữa. Ta đi tìm lão Tam. Đạo lão nhị nói rồi biến mất. Chấm 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 chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, Lan Nhược bỗng dừng bước, im lặng một hồi rồi quay sang Diệp Huyên, đạo môn vừa cho loan tin, ai giết được một người thân hoặc bạn bè của Diệp Huyên, không chỉ tặng quyển đạo kinh thứ 8 mà còn thêm 1 tỷ tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên im lặng, một hồi sau nói. Giúp ta việc này. Lan Nhược mở miệng sau một hồi im lặng, nói đi. Diệp Huyên cười, dùng danh nghĩa đạo môn loan tin, chỉ cần bắt được muội muội Diệp Liên của ta, tặng đạo kinh quyển 8 và quyển 9, thêm 10 tỷ tạo hóa thần tinh. Không, 20 tỷ, đồng thời thêm toàn bộ võ học và tâm pháp trong đạo kinh đạo môn. Lan Nhược. Con số 20 tỷ khiến Lan Nhược nhìn hắn. Ngươi không đùa đấy chứ? Thấy hắn gật đầu, nàng ta nói. Những người kia sẽ phát điên mất. Diệp Huyên cười, đó chính là điều ta muốn. Lan Nhược im lặng một hồi, nói, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng ấy xòe tay, để một lá bùa bay đi. Không lâu sau, một lệnh truy nã bí ẩn đã được truyền đi khắp chư thiên vạn giới. Chỉ cần bắt được Diệp Liên, không chỉ được đến quyển đạo kinh thứ 8, mà còn được cả quyển thứ 9 và 20 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Cám dỗ quá mức khổng lồ khiến vô số người bắt đầu nghe ngóng tung tích về Diệp Liên. Dưới sự truy lùng của vô số thế lực bí ẩn, thêm cả việc Diệp Liên cũng không cố tình che giấu hành tung, chưa đến mấy canh giờ sau đã có tin tức về nơi nàng đang ở. Tinh vực Thiên Yên. Vô số cường giả bí ẩn đổ xô về nơi đó. Trong vũ trụ,
Diệp Huyên và Lan Nhược không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Lan Nhược bỗng nói, ta vừa nhận được tin, bọn họ đã tìm được vị trí của muội muội ngươi. Diệp Huyên tỏ ra phấn khích, thật sao? Lan Nhược, ngươi không lo lắng cho nàng ư? Hắn chớp mắt, ta nên lo sao? Lan Nhược lắc đầu, trên đời này chẳng có ai lại hại muội muội mình như ngươi cả. Diệp Huyên. Nàng ấy tiếp tục, những kẻ hồ đồ sẽ trực tiếp đến tìm nàng, nhưng cũng sẽ có người đến vũ trụ ngũ duy. Ngươi không lo cho nơi đó sao? Ngươi. Lan Nhược nói đến đây thì khựng lại khi bỗng sực nhớ ra. Vũ trụ ngũ duy bây giờ còn được xem là yếu sao? Nếu chỉ có mình bọn họ, thì câu trả lời là đúng vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngũ duy bây giờ đã không chỉ đơn giản là một mình ngũ duy. Các cường giả mạnh nhất của thế giới Bà Sa cơ bản đều có mặt tại ngũ duy, số cường giả quy nhất cảnh tại đó cũng không ít. Các thế lực bình thường muốn nhằm vào nó chính là bất khả thi. Diệp Huyên lấy ra tấm bản đồ mà Thanh Nhi áo trắng đưa hắn, lướt nhìn một chút rồi nói, sắp đến nơi rồi. Lan Nhược nhìn quanh quất các hướng, bỗng dưng cau mày lại. Diệp Huyên, sao vậy? Lan Nhược, tinh vực này quá im ắng. Diệp Huyên nâng mắt nhìn, nhanh chóng nhận ra nàng ấy nói đúng. Không gian bốn phía tĩnh mịch vô cùng, không có khí thức của sự sống. Diệp Huyên, Lan Nhược tiền bối có biết tinh vực này không? Nàng ta lắc đầu, chưa từng đến, chưa từng nghe qua. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, đến cô cũng không biết sao. Lan Nhược cười, vũ trụ vô cùng vô tận, sức người không thể nào biết hết. Nàng ấy nhìn vào lòng không gian, khẽ nói, vũ trụ này, đâu đâu cũng có nguy hiểm, nhưng đâu đâu cũng là kỳ ngộ. Diệp Huyên gật gù, đúng vậy. Ánh mắt hắn nhìn vào không gian mang theo sự hiếu kỳ và chờ mong. Nơi mà Thanh Nhi muốn hắn đến rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Vũ trụ ngũ duy. Khắp không gian đều là những cường giả quy nhất cảnh đến từ thế giới Bà Sa, đang làm nhiệm vụ bảo vệ nơi này. Bà Sa Tông cũng phái toàn bộ siêu cường giả đến đây, hiển nhiên là muốn đứng cùng chiến tuyến với Diệp Huyên. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi Bà Sa Tông và Ngũ Duy đang cùng nhau nghiên cứu quyển đạo kinh thứ 9, không bỏ chút sức lực ra thì coi sao được. Tuy Bà Sa Tông từng sở hữu quyển đạo kinh thứ 9 nhưng lại không thấu hiểu được nó. Lấy năng lực trước kia của họ, hiểu được hết nội dung bên trong là bất khả thi, nhưng bây giờ đã khác với sự có mặt của Niệm Niệm. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, Bà Sa Tông lập tức phái ra toàn bộ cường giả quy nhất cảnh, tức tầm 36 người. Tính thêm cả số quy nhất cảnh từ các thế lực khác trên thế giới Bà Sa, vũ trụ ngũ duy hiện có khoảng 96 vị. Một lực lượng được xem là khủng bố. Ngoài các cường giả này ra, Huyền Cơ Môn còn bày ra vô số siêu đại trận trên không trung vũ trụ ngũ duy, khiến nó kiên cố chẳng khác gì thành đồng vách sắt. Kiếm điện. Niệm Niệm đang tường tận giảng quyển đạo kinh thứ 9. Nhóm Việt Tôn vây quanh cô bé, chăm chú nghe từng lời từng chữ, cẩn thận chép lại. Diệp Chi Mệnh đứng một bên quan sát Niệm Niệm, phát hiện cô bé đã không còn vẻ yếu ớt như trước kia, trái lại càng lúc càng giống thiên đạo ngũ duy. Chẳng lẽ sắp lấy lại ký ức thật rồi sao? Chấm chấm chấm. Tại một bên khác, Bạch Đế Tử đang xử lý công vụ. Hầu như toàn bộ công việc của ngũ duy hiện nay đều do ông ta đảm nhận. Quan Âm tuy cũng sẽ hỗ trợ nhưng thường sẽ dùng thời gian ấy để tu luyện hơn. Một người đàn ông đi đến. Đó là Bạch Bào, hiện đã đạt đến thành đạo cảnh. Bạch Đế Tử hỏi, quân Bạch Bào hiện đã có bao nhiêu người đạt đến thành đạo cảnh? Bạch Bào, 306. Bạch Đế Tử bấm tay, đẩy một chiếc nhẫn chữ vật sang cho gã. Bình đan được bên trong là thần đan, có thể giúp ngươi đột phá quy nhất cảnh. 10 viên trong đó, ngươi dùng 1 viên, còn lại thì xem tình hình rồi phân phát. Ngoài ra còn một số đan dược đề cao tu vi, phân phối chúng cho quân Bạch Bào. Bạch Bào hỏi, hắn cho à? Cái gật đầu của ông ta khiến gã im lặng. Bạch Đế Tử đi đến trước mặt Bạch Bào, nói, hắn đang đi quá nhanh, nếu chúng ta không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại, ngươi hiểu ý ta chứ? Bạch Bào gật đầu. Bạch Đế Tử, tại vũ trụ ngũ duy chúng ta hiện giờ,
hai nhánh quân mạnh nhất là quân bạch bào của ngươi và kiếm tu kiếm tông. Mà hắn đã giao phó, không tiếc bất kỳ giá nào để bồi dưỡng ngươi. Bạch bào im lặng. Bạch đế tử nhìn ra ngoài điện với ánh mắt phức tạp, bạch bào, mộng tưởng ban đầu của chúng ta là gì? Là lập lại trật tự, mà hắn đang làm điều ấy. Tuy hắn còn trẻ, tính tình có phần bất trị, nhưng hắn thật sự muốn biến thế giới trở nên tốt hơn. Bạch bào chỉ cầm lấy đan được rồi xoay gót, nhưng khi đi đến cửa điện, gã ngừng lại, nói. Ta chiến đấu vì tín ngưỡng. Nếu hắn cần, bất cứ lúc nào ta cũng có thể liều mạng. Gã rời đi, để lại bạch đế tử đứng trong im lặng. Một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Đó chính là Chân Võ, người vốn đã trở về được một khoảng thời gian. Bạch đế tử, điều tra thế nào rồi? Chân Võ thấp giọng đáp, đạo môn đang nhằm vào chúng ta. Chúng đã phát lệnh truy nã, nói ai giết được một người bạn hay người thân của đạo chủ, lập tức trao cho quyển đạo kinh thứ 8. Đã có vài cường giả bí ẩn xuất hiện trong vũ trụ ngũ duy, thấp nhất đều đã đến quy nhất cảnh. Bạch đế tử nhắm mắt lại, đạo môn. Chân Võ gật đầu, ta còn biết được chúng đã triệu tập cường giả bên ngoài về, có lẽ sẽ hành động sớm thôi. Thấy bạch đế tử không nói gì, Chân Võ hỏi. Ông nghĩ thế nào? Bạch đế tử thì thầm, đạo chủ nói có việc cần làm, phải rời khỏi ngũ duy một thời gian. Ta nghĩ thời gian hẳn là thứ hắn đang thiếu thốn, nên chúng ta phải tranh thủ một chút thay hắn. Chân Võ, bằng cách nào? Bạch đế tử im lặng trong một thoáng, nói, đạo môn sở dĩ không dám ra tay là vì kiêng kỵ thế lực sau lưng đạo chủ, cũng chính là Thính Vân cô nương và cô gái áo trắng. Ông đi thả tin tức ra, nói rằng đạo chủ đã đi tìm họ. Những thế lực đang ẩn nấp kia ắt sẽ có kiêng kỵ, đạo môn có muốn ra tay cũng phải cân nhắc hai vị ấy. Không dám hành động tùy tiện. Chân Võ gật đầu, được. Bạch đế tử, còn việc này nữa. Hãy liên lạc với Huyền Thành, cổ tộc, Nam Việt tộc, nói rằng chúng ta mời họ đến ngũ duy làm khách, cùng nhau nghiên cứu đạo kinh từ quyển 1 đến 8. Chân Võ do dự, liệu họ sẽ đến sao? Bạch đế tử, nếu ta là họ thì sẽ không từ chối. Dẫu sao giết một người bên ta mới có được đạo kinh. Nhưng bây giờ chúng ta không yêu cầu gì nữa mà tặng luôn. Nội dung của quyển 8 cũng đã được truyền ra rồi, vì sao không dứt khoát hơn? Ta đi làm ngay. Chân Võ nói rồi xoay người rời đi. Còn lại trong điện, bạch đế tử chậm rãi nhắm mắt lại. Ông ta hiện đang vô cùng lo lắng. Đạo môn biết rõ cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân mạnh đến nhường nào mà vẫn dám nhằm vào Diệp Huyên, chứng tỏ họ có lực lượng trong tay. Dù sao thì những thế lực lâu đời ấy vốn sở hữu căn cơ sâu rộng rồi. Chấm chấm chấm. Đạo môn. Đạo lão tứ hỏi ông lão trước mặt, người nói Diệp Huyên kia đã đi tìm cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân. Đối phương gật đầu, theo tin tức có được thì đúng vậy. Đạo lão tứ im lặng. Ông lão tiếp lời, và không biết đã có ai dùng danh nghĩa đạo môn ta phát lệnh truy nã, nói rằng chỉ cần bắt được muội muội của Diệp Huyên. Không chỉ thưởng quyển đạo kinh thứ 8 và 9, mà còn tặng 20 tỷ tạo hóa thần tinh. Đạo lão tứ có tra được là ai không? Ông lão lắc đầu, không được. Đạo lão tứ cười, thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện xấu với chúng ta. Ông lão gật gù, hiện đã có vài người đến tinh vực Thiên Yên tìm Diệp Liên, có lẽ đã có người tìm được. Đạo lão tứ cong môi, bỗng nhưng nghĩ đến gì đó mà đồng tử rụt lại, không được. Có kẻ cố ý dẫn người đi tìm Diệp Liên, mà trong cơ thể nàng ta có một linh hồn rất mạnh, kẻ đó không chỉ muốn lấy chúng ta làm lá chắn, mà còn muốn giá họa cho đạo môn ta. Ông lão! Đạo lão tứ nhắm mắt lại, kẻ nào mà lại thâm độc như vậy? Chấm chấm chấm! Tinh vực Thiên Yên! Diệp Liên ngừng lại trước một cổng thành khi nhìn thấy một lão già đứng cách đó không xa. Toàn thân lão ta bị trùm kín dưới tấm áo choàng đen, không nhìn rõ dung mạo. Lão ta cất giọng khàn khàn, các hạ có phải là muội muội của Diệp Huyên? Diệp Liên lạnh lùng đáp, phải. Lão già, ta muốn hỏi mượn các hạ một thứ. Là gì? Đầu. Vừa dứt lời, lão ta đã biến mất tại chỗ. Sau đó, một hình ảnh quái dị xảy ra.
Thân thể lão già vọt về phía Diệp Liên, nhưng thủ cấp của lão đã rơi lại cách đó vài chục trượng từ lúc nào. Hai mắt lão ta trợn to đầy khó tin, đến chết cũng không nhắm lại được. Diệp Liên bỗng xoay người, vung tay xé rách không gian, tóm lấy một người áo đen khác. Người này run rẩy, tiền bối. Ai bảo các ngươi đến tìm ta, nàng lạnh lùng hỏi. Đối phương hoảng sợ đáp là, đạo môn, bọn họ nói chỉ cần giết muội muội của Diệp Huyên, sẽ được quyển đạo kinh thứ 8, thứ 9 cùng 20 tỷ tạo hóa thần tinh. Sắc mặt Diệp Liên bỗng trở nên dữ dằn, chỉ biết nhằm vào muội muội hắn mà ức hiếp đúng không? Đưa ta đến đạo môn. Người áo đen. Diệp Liên không hề nói đùa. Dưới sự dẫn đường của người áo đen, nàng trực tiếp đi đến đạo môn. Đi được một hồi, có ba người áo đen bỗng xuất hiện trước mặt. Một người thốt lên, người chính là. Diệp Liên vung tay, người kia lập tức nổ tung trong một tiếng huỳnh, thần hồn câu diệt. Hai người còn lại hóa đá tại chỗ. Diệp Liên giẫm nhẹ chân, một tia sáng u ám bay ra. Chỉ trong chớp mắt, hai cường giả còn lại đã bị nó xóa sổ. Người áo đen đi kế bên nàng run như cầy sấy. Đây rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy? Đạo môn làm thế này có khác gì đẩy người vào chỗ chết? Ông ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đạo môn ngay lập tức. Trên đường đến đạo môn, Diệp Liên liên tiếp giết sạch mười mấy cường giả quy nhất cảnh, tất cả đều chỉ cần dùng một chiêu, nhẹ nhàng như cắt tiết gà. Người áo đen bên cạnh nàng đã đi từ kiêng dè sang sợ hãi. Từ khi nào mà cường giả quy nhất cảnh lại yếu như vậy? Rốt cuộc là vị tiền bối này quá mạnh hay vì mình quá yếu? Ông ta rơi vào mê man. Cả đời tu hành, tự nhận đã đăng đỉnh thế giới, lại bỗng dưng phát hiện có người có thể lấy mạng mình đơn giản như vặt cổ một con gà. Ông ta bỗng nghĩ đến Diệp Huyên. Hắn từng nói mình là thái tử của Cửu Duy, điều này rất có thể là sự thật. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Liên chỉ có thể miêu tả bằng hai từ bút giá, chứng tỏ nàng đang vô cùng phẫn nộ. Nàng trăm công nghìn việc, còn rất nhiều chuyện phải làm, vậy mà lại không ngừng có người đến gây rắc rối. Điều khiến nàng ghét nhất chính là bọn chúng đều muốn dùng Diệp Liên để uy hiếp Diệp Huyên. Các ngươi có thủ oán gì với hắn thì đi tìm hắn đi chứ, tìm muội muội hắn làm gì? Không biết muội muội hắn là người được ta lựa chọn à? Chấm chấm chấm. Đạo môn tọa lạc ở đạo vực, tinh vực từng được gọi là thánh địa trong lòng những người tu luyện khắp thiên hạ. Bởi vì nơi ấy, chính là nơi bắt nguồn của võ đạo, khi toàn bộ những phương pháp tu luyện, thần thông và thiên phú võ học khắp chư thiên vạn giới ngày nay đều xuất phát từ đạo kinh. Tuy đạo môn hiện nay đã không còn được như ngày xưa nhưng vẫn là thế lực hùng mạnh nhất chư thiên vạn giới. Quy nhất cảnh ở ngoài hiếm thấy như lông phượng sừng lân, nhưng ở nơi này lại chẳng được coi trọng. Một ngày nọ, có một cô gái và một người áo đen đặt chân đến đạo vực. Cô gái không phải ai khác ngoài Diệp Liên. Người áo đen bên cạnh nàng cất giọng run rẩy, tiền bối, đã đến đạo vực rồi. Diệp Liên đánh mắt sang, nghe ông ta tiếp tục, xin tiền bối tha mạng cho. Nàng lạnh nhạt nói cút. Đối phương lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Liên nhìn về nơi xa, nhấc chân lên dẫm xuống. Uỳnh. Đạo vực rung chuyển, vũ trụ nứt toác, mặt đất sụp đổ. Toàn thể cường giả đạo vực kinh hãi. Ai làm? Sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Đạo lão tứ. Ông ta mở miệng, người chính là muội muội của Diệp Huyên, Diệp Liên. Diệp Liên mặt không biến sắc, chỉ vung tay ra. Đồng tử đạo lão tứ rụt lại, trở tay tung đấm. Đạo quyền. Chiêu này vừa ra, vùng không gian trước mặt ông ta đã nhòe đi, sau đó là một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn lao về phía Diệp Liên, nhưng còn chưa kịp đến gần nàng thì đã biến mất. Không chỉ có vậy mà đạo lão tứ còn thoát cái lùi lại hơn vạn trượng. Những cường giả đạo môn bốn phía thấy vậy thì biến sắc. Đạo lão tứ lại bị đẩy xuống hạ phong trong lần giao tranh này sao? Diệp Liên nhấc chân đi tới, không phải các ngươi muốn tìm muội muội hắn sao? Ta ở ngay đây. Đạo lão tứ nhìn nàng với vẻ ngưng trọng trên mặt.
Sau đó Diệp Liên bất thình lình tung ra một cú đấm. Đồng tử đạo lão tứ co rụt, vội đưa tay lên chặn lại. Uỳnh! Không gian nơi ông ta đứng vỡ vụn, bản thân ông ta thì lùi lại hơn vạn trượng. Đạo lão tứ cũng tu luyện đạo thể, hơn nữa còn nâng nó đến quy nhất cảnh, vì vậy không chết mà chỉ bị thương. Ông ta nhìn Diệp Liên, hai tay nắm chặt lại rồi nhún người bay lên. Tay phải siết lại, một luồng lửa từ đó phun ra. Phần thiên tuyệt. Cú trưởng được đạo lão tứ tung về phía Diệp Liên trong một tiếng uỳnh. Trưởng ấn rực lửa càn quét mà đi trong vũ trụ, đi đến đâu đều khiến không gian bị chôn vùi đến đấy, trông đáng sợ vô cùng. Nhưng Diệp Liên chỉ lãnh đạm vươn tay, phóng một tia sáng u ám lên trời. Dưới mọi tầm mắt chú mục, tia sáng ấy chém vỡ trưởng ấn, xông thẳng về phía đạo lão tứ. Đồng tử ông ta rụt lại, đưa hai tay lên ngăn cản. Ầm. Ông ta thối lùi mấy vạn trượng, khi dừng lại nhục thân lập tức rạn vỡ. Một chiêu vừa rồi của Diệp Liên đã hủy diệt nhục thân của ông ta. Nhìn xuống cánh tay phải nát tươm, nàng không khỏi lắc đầu. Thân thể của ngươi vẫn còn quá yếu, Liên Nhi à, đến cả một phần sức mạnh của ta cũng không chịu nổi. Đoạn nàng nhìn về nơi xa, lần nữa phung tay. Theo tiếng chát thanh thúy vang lên, đạo lão tứ bay ngược về sau mấy vạn trượng. Diệp Liên không dừng lại mà biến mất tại chỗ. Xuất hiện lại trước mặt đạo lão tứ. Ông ta biến sắc, đang muốn ra tay thì nàng đã vung tay lên. Bốp! Một tia sáng u tối nện vào mặt đạo lão tứ. Ầm! Ông ta bay tít ra xa, đạo thể cũng vụn vỡ, máu phun tung tóe. Diệp Liên đang chuẩn bị ra tay lần nữa thì cảm nhận được mười mấy luồng khí tức hùng hậu ập đến từ sau lưng. Nàng xoay người, tung đấm. Uỳnh! Không gian trong vòng mười mấy vạn trượng trước mặt nàng sụp đổ, những siêu cường giả đạo môn kia cũng vong mạng. Diệp Liên quay trở lại với đạo lão tứ, nhưng khi vừa siết tay lại thì cũng nhíu mày, nhìn xuống thì thấy cánh tay đã chi chít vết rạn. Nàng rơi vào im lặng. Thân thể này có phần yếu ớt, không thể thừa nhận quá nhiều sức mạnh của nàng. Lúc này, đạo lão tứ ở nơi xa gần giọng, người rốt cuộc là ai? Diệp Liên liếc mắt nhìn rồi biến mất, đồng tử đạo lão tứ rụt lại, vừa định ra chiêu thì đã bị một bàn tay thiết chặt lấy cổ họng, đồng thời một tia sáng u ám cũng bao phủ lấy ông ta. Tay là tay Diệp Liên, còn tia sáng thì trấn áp toàn bộ sức mạnh của đạo lão tứ. Diệp Liên nhìn ông ta với đôi mắt lạnh lẽo, ân oán giữa Diệp Huyên và đạo môn các ngươi thì liên quan gì đến muội muội hắn? Liên quan gì? Tay nàng siết lại khiến đại thể đại lão tứ vỡ vụn trong một tiếng uỳnh, nhưng linh hồn ông ta đã hóa thành một làn khói xanh bay vút đi vạn trượng. Đại lão tứ quắc mắt chừng nàng, tế trận. Ông ta vừa dứt lời, một luồng sáng trắng bỗng dâng lên từ nơi sâu trong đạo vực, khóa chặt lấy Diệp Liên. Hàng loạt những phù tự bí ẩn mà kỳ lạ xuất hiện vây quanh nàng. Diệp Liên chỉ tung đấm, để tia sáng u ám càng quét không gian. Uỳnh! Những phù tự kia lần lượt bị chôn vùi. Đúng lúc ấy, luồng sáng trắng kia bỗng phun ra từng tia sáng lấp lánh, lao về phía Diệp Liên như những ngôi sao băng. Diệp Liên đang muốn ra tay thì chân mày nhăn tít, sắc mặt cũng tái đi vài phần. Cơ thể này đã không thể chịu đựng đủ cho nàng ra chiêu nữa. Sau một thoáng im lặng, nàng vẫn vung tay phải ra. Uỳnh! Những tia sáng vụn vỡ. Trận pháp đang tỏa ánh sáng trắng kia cũng bị đánh nát. Diệp Liên không ra tay nữa mà nói với đạo lão tứ, còn dám đến quấy rầy muội muội hắn, ta sẽ diệt đạo môn các ngươi. Sau đó xoay người rời đi. Thật ra nàng có thể tiêu diệt đạo môn ngay lúc này, nhưng sẽ phải trả cái giá rất lớn khi thân thể Diệp Liên không chịu nổi. Thấy nàng rời đi, sắc mặt đạo lão tứ trở nên âm u cùng cực. Người này đến đạo môn. Không những giết người mà còn hủy đạo thể của ông ta, sau lại ung dung rời đi. Đạo môn chưa bao giờ phải nếm trải sỉ nhục bực này. Mà ông ta phải chịu cảnh không thể làm gì. Lấy sức của một mình ông ta không thể ảnh hưởng đến nàng, mà những cường giả quy nhất cảnh còn lại e rằng còn không đủ để nàng dắt kẽ răng, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Ông ta miên man nghĩ mãi một vấn đề, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, nàng đã không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Thấy Diệp Liên ở nơi xa bỗng dừng bước, đạo lão tứ biến sắc. Muốn làm gì nữa đây? Diệp Liên quay lại, nói, hắn còn một người muội muội khác, nếu muốn trả thù thì có thể đi tìm nàng. Nàng ta thích mặc váy trắng, thế nhân hay gọi là thiên mệnh. Đi tìm nàng đi, thật đấy. Đạo lão tứ, ngươi có ý gì? Diệp Liên, không phải các ngươi thích tìm muội muội hắn sao? Ta giới thiệu cho một người, nàng ta khá yếu, các ngươi có thể đi tìm. Đạo lão tứ nheo mắt lại, ngươi nói cô gái váy trắng kia yếu. Diệp Liên gật đầu, yếu nhất trong những người đứng sau hắn. Đạo lão tứ, vì sao lại cho chúng ta biết điều này? Diệp Liên vô cảm đáp, ta chướng mắt nàng ta. Sau đó nàng xoay người rời đi. Đạo lão tứ hỏi, thiên mệnh thật sự yếu nhất sao? Diệp Liên quay lại nhìn, người nghĩ ta cần phải nói dối. Sau đó biến thành một tia sáng biến mất nơi chân trời. Đạo lão tứ im lặng đứng tại chỗ. Thiên mệnh, yếu nhất trong số những người đứng sau Diệp Huyên. Một ông lão bỗng xuất hiện cạnh ông ta, lời nàng ta nói vậy. Đạo lão tứ dõi mắt nhìn về tia sáng u ám nơi xa, khẽ nói, cường giả kiêu ngạo như họ chắc chắn khinh thường việc nói dối. Ta tin lời nàng ta, có lẽ cô gái váy trắng kia chính là nơi để chúng ta đột phá. Chuyện đạo lão tứ bị Diệp Liên làm trọng thương không bị truyền ra ngoài. Đạo môn phong tỏa toàn bộ đạo vực, vì vậy, người ngoài cũng không biết đạo lão tứ đã bị đánh nát thân thể. Có điều trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ? Thánh địa vô biên. Thánh chủ lại đi tới trước nhà trúc một lần nữa, cung kính thi lễ về phía nhà trúc, chủ nhân, Diệp Liên kia đã đến đạo giới, thân thể của đạo lão tứ bị đánh tan rồi. Trong nhà trúc, cô gái đang đọc sách dừng lại, nàng ta im lặng một lát rồi lắc đầu cười khẽ, đạo môn này gây chuyện với nàng làm gì? Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thành chủ hơi do dự, sau đó nói, lúc trước chủ nhân từng nói trong người Diệp Liên có một linh hồn mạnh mẽ, chủ nhân, linh hồn này mạnh đến mức nào thế? Trong nhà trúc, cô gái cười khẽ, rất mạnh, từng khiến người của cả thời đại phải khiếp sợ. Rất mạnh. Thánh chủ im lặng. Lúc này, một quyển cổ trục đột nhiên bay ra khỏi nhà trúc. Thánh chủ nhìn về phía nhà trúc, chủ nhân, đây là... Trong nhà trúc, cô gái nói, trước đây Diệp Huyên từng cứu Na Gia Long tộc trong thế giới ngầm, dù nhân quả này đã bị cô gái váy trắng ngăn chặn, nhưng mà... Nói đến đây, cô gái khẽ mỉm cười, ta nghĩ có lẽ võ đế kia sẽ không bỏ qua như thế đâu. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân muốn mượn tay võ đế để giết Diệp Huyên sao? Cô gái lắc đầu cười khẽ, câu này của ông có vấn đề, đây vốn là ân oán của hắn và võ đế, có liên quan gì với chúng ta chứ? Trong quyển trục là một tâm pháp võ đạo, có thể giúp võ đế đột phá cửa ải cuối cùng, ta tin nếu ông ta bước qua bước cuối cùng, có lẽ ông ta sẽ không còn sợ cô gái váy trắng nữa. Thánh chủ hơi do dự, sau đó nói, chủ nhân. Nếu người ra tay thì có bao nhiêu cơ hội giết chết Diệp Huyên? Cô gái nhìn xuống cổ tịch, cười khẽ, vừa ung dung vừa tự tin, 100%. 100%. Thánh chủ ngây người, đang định lên tiếng thì cô gái cười nói, chỉ cần chủ nhân của ba thanh kiếm kia không ra tay, ta chắc chắn có thể giết chết hắn. Thánh chủ hỏi, dù cô gái áo bào trắng và Tư Đồ Thính Văn ra tay ngăn cản cũng thế sao? Cô gái quay đầu nhìn về phía thánh chủ, cười nói, ngươi cảm thấy ta đang khoác lác sao? Thánh chủ vội vàng lắc đầu, không. Cô gái cầm cổ tịch đi ra khỏi nhà trúc, hôm nay cô mặc váy dài màu xanh đậm, trên váy dài có núi có nước, trông cực kỳ điềm đạm tao nhã. Cô gái nhìn về phía chân trời, cười khẽ, thật ra muốn giết hắn là một chuyện rất đơn giản. Nhưng sau khi giết hắn thì sao? Giết hắn cũng giống như đâm vào tổ ong vò vẽ. Không nói đến ai khác, chắc chắn cô gái váy trắng kia sẽ bất chấp tất cả giết ta, ta thật sự không đánh lại nữ nhân kia. Nói xong, nàng ta lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thánh chủ hơi do dự, sau đó nói, với thực lực của chủ nhân cũng không thể chống lại cô gái váy trắng ư. Cô gái thu hồi tầm mắt, nàng ta đi tới trước mặt thánh chủ. Thánh chủ vội vàng khom người,
không dám nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái vỗ nhẹ cổ Tịch lên đầu thánh chủ, nhớ kỹ, người phụ nữ này là vô địch. Chỉ cần nàng không muốn chết, trên đời này không ai có thể giết nàng cả. Mà cách duy nhất để đánh bại nàng chính là ra tay từ Diệp Huyên, vì Diệp Huyên là nhược điểm duy nhất của nàng ta. Ngoài ra thì chẳng còn cách nào có thể đánh bại nàng ta nữa cả. Dù tất cả mọi người ở vũ trụ này kết hợp với nhau cũng chưa chắc có thể đỡ được một kiếm của nàng ta. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía chân trời, thở dài một tiếng, thật ra ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của nàng ta, nhưng hết cách rồi, ta thật sự rất muốn giết Diệp Huyên này. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, nếu cô gái váy trắng này đã mạnh như thế, vậy vì sao nàng ta còn đi lung tung trong tinh không? Nàng ta làm như thế là vì rèn luyện Diệp Huyên ư? Cô gái lắc đầu cười khẽ, nàng ta không phải đang đi lung tung. Ông quá yếu, không thể thấy vô số nguyên nhân tai ách quấn quanh trên người nàng ta đang tìm nguồn gốc của nguyên nhân tai ách, cũng chính là người điều khiển số mệnh của Diệp Huyên. Thánh chủ khẽ nhíu mày, người điều khiển số mệnh của Diệp Huyên. Cô gái gật đầu, nguyên nhân tai ách, người đời không hiểu rõ về nguyên nhân tai ách lắm. Thế giới này chia âm dương, cũng chia thiện ác, có thiện nhân, cũng có ác nhân. Mà nguyên nhân tai ách chính là nhân quả đứng đầu của vạn ác, người có thiện nhân sẽ có may mắn, được thiên địa bảo vệ, được vận mệnh che chở, được đại đạo bao bọc. Người như thế cả đời đều giống như đang gian lận. Vì người đó làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ được thiện quả. Ngược lại, người có nguyên nhân tai ách cả đời lận đận, không ngừng gặp phiền phức, giống như sát tinh vậy. Dù làm chuyện tốt cũng có thể dính phải ác quả, không chỉ như thế, chỉ cần là người có quan hệ với người đó cũng sẽ không có kết quả tốt. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp, Diệp Huyên có thể sống đến bây giờ đều dựa vào hai người nam nữ vì hắn nghịch thiên cải mệnh kia. Đặc biệt là cô gái váy trắng đó, nàng ta thay Diệp Huyên gánh vác vô số nguyên nhân tai ách. Nhưng nàng ta phát hiện những nhân quả này như vô cùng vô tận vậy, cho dù nàng ta có gánh vác như thế nào cũng sẽ có vô số nhân quả kéo đến với Diệp Huyên, vì thế, nàng ta quyết định đi tìm nguồn gốc của nguyên nhân tai ách. Thánh chủ hỏi, sau khi tìm thấy thì sao? Cô gái cười, đương nhiên là giết rồi. Thánh chủ! Cô gái đột nhiên nhẹ giọng nói, thật ra Diệp Huyên rất đáng thương. Ông thấy hắn có rất nhiều chỗ dựa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kẻ thù của hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc với hắn, đều hơn hẳn hắn tận mấy cấp bậc, dù hắn cố gắng để trở nên mạnh mẽ thế nào, kẻ thù của hắn vẫn sẽ mạnh hơn hắn. Nói đến đây, nàng ta chỉ vào mình, hơi nhếch môi, ví dụ như ta này. Thánh chủ! Cô gái lại nói, thật ra ta cảm thấy sở dĩ hắn có nguyên nhân tai ách là có liên quan đến phụ thân và muội muội của hắn. Thánh chủ hơi khó hiểu, phụ thân và muội muội của hắn. Cô gái gật đầu, một người không thể nào vô duyên vô cớ có nguyên nhân tai ách được. Hắn vừa sinh ra đã có nguyên nhân tai ách, ngoài nguyên nhân từ hắn còn có một nguyên nhân khác, đó là người thân của hắn. Thánh chủ hơi nhíu mày, người thân của hắn. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, muội muội hắn vô địch thế gian, không bị dính vào bất cứ nhân quả nào, nguyên nhân tai ách cũng không thể dính vào người nàng. Mà phụ thân của hắn cũng là người một kiếm chém đứt kiếp trước kiếp này, không có nhân quả nào dính vào người. Thánh chủ nhẹ giọng nói, cho nên nguyên nhân tai ách này mới rơi vào người Diệp Huyên. Nhưng như thế không đúng lắm, hay là phụ thân và muội muội của hắn từng? Cô gái nhìn về phía thánh chủ. Cười nói, người mà muội muội hắn từng giết là người mà ông không thể tưởng tượng nổi. Còn phụ thân của hắn cũng không phải người hiền lành gì. Dù mấy năm nay đã tu tâm dưỡng tính nhiều, nhưng trước đây, khi đó ông ta được gọi là kẻ điên đấy. Nói đến đây, trong mắt nàng ta lóe lên cảm xúc không tên. Thánh chủ! Cô gái lại nói, đương nhiên chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Bản thân Diệp Huyên này cũng có gì đó không đúng, tóm lại là nguyên nhân tai ách này chắc chắn có liên quan với muội muội của hắn. Mà chúng ta muốn giết Diệp Huyên, cách tốt nhất chính là lợi dụng nguyên nhân tai ách, chỉ có thế, chúng ta mới có cơ hội. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía thánh chủ, ông đích thân đến cực võ giới một chuyến, nhớ kỹ đừng để võ đế biết là do thánh địa đưa cho ông ta, thôi. Ta sẽ tự đi một chuyến. Với thực lực của ông, e rằng không thể ẩn mình trước võ đế kia. Dứt lời,
nàng ta cầm lấy quyển trục trong tay thánh chủ, sau đó biến mất. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn nhìn một vòng xung quanh vô cùng yên tĩnh, tinh quang u tối. Lan Nhược cũng nhìn xung quanh, nét mặt bình tĩnh. Nơi này không đơn giản. Nhưng với thực lực của nàng ta, trên đời này không có nhiều người có thể giết chết nàng ta. Diệp Huyên lấy bản đồ Thanh Nhi đưa cho mình ra xem, sau đó hắn nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, bản đồ chỉ tinh vực này, nhưng hình như nơi này không có gì cả. Lan Nhược nói, đưa ta xem thử. Diệp Huyên đưa bản đồ cho Lan Nhược nhìn lướt qua, một lát sau, nàng ta nhìn sang bên phải, mở lòng bàn tay ra, một lực lượng thần bí tràn ra xung quanh. Tinh không xung quanh bắt đầu rung lên, chẳng mấy chốc, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện ở bên phải hai người. Diệp Huyên nhìn về phía cửa đá, sau cửa đá là một thềm đá xanh dài mấy vạn trượng, cuối thềm đá là một cung điện to lớn, cung điện cứ thế lơ lửng trong tinh không. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Nhược lắc đầu chưa từng gặp. Diệp Huyên nói, đi xem thử. Lan Nhược gật đầu. Hai người đi về phía cửa đá. Lúc đi tới trước cửa đá, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, cửa đá khá cổ xưa, rõ ràng là đã khá lâu đời rồi. Hai người men theo thềm đá tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, có lẽ Thanh Nhi từng đến nơi này. Lan Nhược nhìn xung quanh, ánh mắt có vẻ nặng nề, nơi này là một thế giới tự tạo thành, cùng là một thế giới với tinh không này, nhưng lại nằm bên ngoài tinh không, xem ra chỗ này thật sự không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, có nguy hiểm không? Lan Nhược lắc đầu cười khẽ, tạm thời thì không. Nếu tiền bối kia bảo ngươi đến đây rất rõ ràng là không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Huyên gật đầu. Đối với những nơi không rõ, hắn vẫn không dám xem thường. Lan Nhược nhìn tòa đại điện ở phía xa, trong lòng cũng thầm đề phòng. Tuy nàng ta có thực lực mạnh mẽ, nhưng phải biết là núi cao còn có núi cao hơn. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hai người nhanh chóng đi tới trước đại điện, Diệp Huyên nhìn lên trên đại điện có ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Huyên định cất lời, lúc này, Lan Nhược khẽ nhíu mày, cùng lúc đó, trong điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Huyên khẽ run, hắn nhìn vào trong điện, một khắc sau, hắn ngây người, sau đó ngạc nhiên nói, mẹ kiếp, là người. Sao lại là người? Lan Nhược. Sở dĩ Diệp Huyên khiếp sợ và bất ngờ như vậy là vì hắn biết người trước mặt. Trước mặt hắn là một cô gái. Cô gái này không phải ai khác mà là đệ cửu từng ở bên hắn. Đệ cửu cần sạc điện kia. Trước đây người phụ nữ này rời đi sau đó bật vô âm tín. Mà bây giờ nàng ta lại ở đây. Thấy Diệp Huyên, đệ cửu cũng hơi bất ngờ, nàng ta chớp mắt là ngươi à? Diệp Huyên quan sát đệ cửu, hắn phát hiện, dường như đệ cửu đã trở nên mạnh hơn rồi. Người này tu luyện kiểu gì thế? Lúc này, đệ cửu đột nhiên cười nói, sao ngươi lại đến đây? Có thể nhìn ra, gặp Diệp Huyên, nàng ta cũng rất vui vẻ. Diệp Huyên cười nói, một người bạn bảo ta đến đây. Còn người, sao người lại ở đây? Đệ cửu đáp, đây là căn cứ địa của chúng ta. Diệp Huyên chớp mắt, căn cứ địa. Đệ cửu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, Ngân Hà Tông, người đến từ Ngân Hà giới ư? Đệ cửu cười, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ đệ cửu này lại đến từ Ngân Hà giới. Hắn không hiểu rõ về Ngân Hà giới lắm, hắn chỉ biết hình như nhị nha và nhóc màu trắng từng đến đây. Tiên tri trước kia cũng từng đến đây. Đệ cửu chợt cười nói, đi theo ta tặng cho ngươi một món bảo bối siêu cấp. Dứt lời, nàng ta nắm lấy tay Diệp Huyên đi về phía đại điện. Diệp Huyên. Lan Nhược nhìn đệ cửu, nét mặt rất nặng nề. Vì đệ cửu này khiến nàng ta cảm nhận được nguy hiểm. Quan trọng nhất là đệ cửu này hoàn toàn không có hơi thở, giống như không tồn tại vậy. Hơi kỳ lạ. Đệ cửu dẫn Diệp Huyên đi tới đại điện, trong đại điện, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ mà mình chưa từng gặp. Lan Nhược cũng tò mò quan sát xung quanh, nàng ta cũng chưa từng thấy những thứ này.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn chỉ vào một thứ kỳ lạ ở bên phải, đệ cửu, đây là thứ gì thế? Đệ cửu nhìn thứ đó, cười nói, đây là tinh hạm thời không, có thể xuyên qua đường hầm thời không, tiến hành bước nhảy không gian, là tọa kỵ phi hành nhanh nhất trước mắt. Lan Nhược chợt hỏi, nhanh nhất? Đệ cửu gật đầu, đúng thế. Vì tốc độ của thứ này đã gấp đôi tốc độ ánh sáng rồi. Diệp Huyên chớp mắt, tốc độ ánh sáng. Đệ cửu ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi không biết cái gì là tốc độ ánh sáng à? Diệp Huyên hỏi lại, tốc độ của ánh sáng ư? Đệ cửu gật đầu, ừ. Diệp Huyên im lặng, hắn thật sự không rõ về thứ này. Đệ cửu dẫn Diệp Huyên đi vào sâu trong đại điện, dọc trên đường đi. Khắp nơi đều là những thứ kỳ lạ hiếm có. Đệ cửu nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới một mật thất, trong mật thất có một tảng đá, trên tảng đá cắm một thanh kiếm. Kiếm. Kiếm dài 4 thước, dài hơn những thanh kiếm bình thường một chút, thân kiếm một bên trắng một bên đen, nhìn rất kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn về phía đệ cửu, đây là... Đệ cửu cười nói, vô thượng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, kiếm vô thượng. Đệ cửu gật đầu, ở chỗ chúng ta, thanh kiếm này là chí cao vô thượng. Diệp Huyên chớp mắt, lợi hại thế à? Đệ cửu nghiêm túc nói, rất lợi hại, thanh kiếm này kết hợp từ đại đạo và khoa học kỹ thuật, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, khoa học kỹ thuật. Đệ cửu giải thích, nền văn minh khoa học kỹ thuật. Diệp Huyên càng thấy khó hiểu hơn, nền văn minh khoa học kỹ thuật. Đệ cửu gật đầu, các ngươi là nền văn minh võ đạo, còn chúng ta là nền văn minh khoa học kỹ thuật. Còn có vài nơi là nền văn minh sinh vật, mà thanh kiếm này được chế tạo từ ưu điểm của nền văn minh võ đạo và nền văn minh khoa học kỹ thuật. Ngươi thử xem. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, nền văn minh khoa học kỹ thuật lợi hại lắm à? Đệ cửu chớp mắt, bất cứ một nền văn minh nào cũng đều lợi hại cả. Lan Nhược chợt hỏi, nền văn minh khoa học kỹ thuật và nền văn minh võ đạo có gì khác nhau sao? Đệ cửu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, thật ra bản chất cũng không khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là các ngươi tu luyện bản thân, khai thác tiềm lực của bản thân, khiến bản thân không ngừng trưởng thành và tiến hóa, còn chúng ta là sáng tạo, không ngừng sáng tạo, nhưng chúng ta cũng đang học các ngươi, vì rất nhiều thứ trong nền văn minh võ đạo các ngươi đáng sợ hơn nền văn minh của chúng ta. Diệp Huyên và Lan Nhược nhìn nhau, trong mắt hai người đều có vẻ khiếp sợ. Lúc này, đệ cửu nói, ngươi thử thanh kiếm này đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm bay vào tay hắn, thanh kiếm lạnh như băng, nhẹ như không tồn tại. Diệp Huyên nhìn về phía đệ cửu cười nói, kiếm này có 2 hình thức, thứ nhất là hình thức võ đạo, nếu bắt đầu sử dụng hình thức này, thanh kiếm sẽ nâng cao võ kỹ của chủ nhân. Đại khái có thể nâng cao khoảng 5 phần. Hình thức thứ 2. Lúc này, Diệp Huyên chợt ngắt lời đệ cửu, khoảng 5 phần. Đệ cửu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, ta có thể thử không? Đệ cửu cười, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cầm kiếm, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, vào lúc hắn vận chuyển huyền khí, thanh kiếm rung động kịch liệt. Một khắc sau, hắn phát hiện tốc độ vận chuyển huyền khí trong người mình tăng lên rất nhiều, ít nhất là 5 phần. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trong tay, một khắc sau, hắn mở lòng bàn tay, thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trong tinh không cách đại điện khoảng 1000 trượng, một tia kiếm quang đột nhiên xé rách không gian xuất hiện. Lan Nhược híp mắt, ánh mắt có vẻ nặng nề. Chiêu kiếm này có thể uy hiếp nàng ta. Đặc biệt là dưới tình huống đánh bất ngờ. Chiêu kiếm này có 3 phần khả năng giết nàng ta. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng nàng ta mạnh hơn Diệp Huyên tận 2 cấp. Chiêu kiếm này quá đáng sợ. Diệp Huyên cũng hơi hoảng hốt, vì hắn phát hiện uy lực của chiêu kiếm này được nâng cao ít nhất 5 phần. Tốc độ không tăng lên, nhưng uy lực thì có. Nâng cao thế này thật sự có hơi đáng sợ. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, người vẫn chưa tu luyện kiếm kỹ này tới cấp độ cao nhất. Diệp Huyên nhìn đệ cửu nói, nếu ngươi tu luyện kiếm kỹ này đến cấp độ cao nhất, thì thanh kiếm sẽ không thể tăng thêm uy lực cho ngươi, vì thanh kiếm này không thể vượt quá giới hạn của một kiếm kỹ, nó có thể nâng cao uy lực, là vì ngươi vẫn chưa tu luyện kiếm kỹ đến cấp độ cao nhất.
Mà bây giờ ngươi có thể tu luyện bằng thanh kiếm này, sau đó tu luyện kiếm kỹ của mình đến cực hạn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu thế nghĩa là khi giữ thanh kiếm này chẳng những sẽ không phụ thuộc vào nó mà còn có thể xem kiếm như gương, tìm ra chỗ thiếu sót của mình, sau đó tiến hành tu luyện. Đệ Cửu gật đầu, đúng thế. Đây chính là dự tính ban đầu của người thiết kế. Người thiết kế kiếm này không phải muốn người ta lệ thuộc vào nó, cũng không cần người ta lệ thuộc vào nó, mà muốn người ta sử dụng nó tìm ra chỗ thiếu sót của mình, sau đó thay đổi. Diệp Huyên cười nói, kiếm tốt. Đệ Cửu cười, không chỉ có kiếm kỹ, ngươi còn có thể dùng kiếm này làm môi giới, thi tuyển bất kỳ thần thông và võ học nào. Diệp Huyên nhìn về phía Đệ Cửu, hình thức thứ hai là. Đệ Cửu nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, hình thức biến ảo. Kiếm khẽ rung, không quan xung quanh chấn động. Đệ Cửu nhìn về phía Diệp Huyên, hình thức thứ hai là hình thức khoa học kỹ thuật, dưới hình thức này có hai loại thuộc tính. Thứ nhất là lực lượng, thứ hai là tốc độ. Diệp Huyên chớp mắt, tốc độ. Đệ Cửu gật đầu, có thể nâng cao tốc độ của ngươi đến mức cao nhất. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một khắc sau, không gian cách đại điện nghìn trượng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Sau khi thanh kiếm xuất hiện khoảng một giây, không gian sau lưng thanh kiếm mới nứt ra. Diệp Huyên ở trong mật thất im lặng. Tốc độ cực hạn. Hắn vừa mới thi triển thuấn sát nhất kiếm. Mà tốc độ của nó lúc này nhanh hơn tốc độ ban đầu của hắn không chỉ gấp đôi. Dù tốc độ của nó vẫn chậm hơn khi Tư Đồ Thính Vân thi triển, nhưng cũng đã gần giống rồi. Chiêu kiếm này đừng nói là tập kích, cho dù sử dụng quang minh chính đại thì cao thủ quy nhất cảnh cũng không thể đỡ được. Lan Nhược ở bên cạnh không nói một lời. Lúc này nét mặt của nàng ta rất nặng nề. Nếu Diệp Huyên sử dụng chiêu kiếm khi nãy một cách bất ngờ, ít nhất có 5 phần cơ hội giết được nàng ta. Đương nhiên dưới tình huống nàng ta có phòng bị, chiêu kiếm này muốn giết chết nàng ta trong nháy mắt gần như là chuyện không thể nào. Nhưng bản chất của thuấn sát nhất kiếm này chính là tập kích mà. Ai lại đi sử dụng ngay trước mặt ngươi chứ? Diệp Huyên cũng đâu ngu ngốc đến mức hô to một câu, xem thuấn sát nhất kiếm của ta đây, trước khi sử dụng được. Nếu lén lút thi triển, sức uy hiếp của kiếm kỹ này thật sự quá lớn. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay mình, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn bắt đầu điều động lực lượng trong người. Kiếm bắt đầu rung lên. Không gian xung quanh cũng dần nứt ra. Thấy thế, Diệp Huyên vội vàng dừng lại. Đệ Cửu nói, thanh kiếm này có thể nâng cao lực lượng của ngươi ít nhất là gấp đôi, nhưng cũng có một khuyết điểm. Đó là dù ngươi nâng cao tốc độ hay lực lượng cũng sẽ có tác dụng phụ nhất định, vì bản thân ngươi không có tốc độ và lực lượng này, mà ngươi làm như thế chẳng khác nào đang làm tiêu hao thân thể của mình, sau khi thi triển, có lẽ ngươi sẽ vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyên gật đầu, sau khi thi triển thuấn sát nhất kiếm kia, hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, vì nhờ thanh kiếm này, hắn đã nâng cao tốc độ của thuấn sát nhất kiếm đến giới hạn mà thân thể hắn có thể chấp nhận được. Thật ra chỗ đáng sợ nhất của thanh kiếm này không phải là nâng cao tốc độ và lực lượng của kiếm kỹ, mà là nó có thể cho ngươi biết ngươi còn có bao nhiêu không gian để phát triển. Cũng giống như thuấn sát nhất kiếm này, thanh kiếm này đang cho hắn biết là hắn còn có thể làm tốt hơn. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu đệ tử Đồ Thính Vân dùng kiếm này thi triển thuấn sát nhất kiếm, đoán chừng sẽ không thể nâng cao được gì, vì nàng ta đã thi triển đến mức độ cao nhất rồi. Lúc này, Đệ Cửu cười nói, có thích thanh kiếm này không? Diệp Huyên nhìn về phía Đệ Cửu, người thật muốn tặng nó cho ta sao? Đệ Cửu liếc nhìn Diệp Huyên, đương nhiên rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Đệ Cửu chớp mắt, tại sao gì cơ? Diệp Huyên hỏi, tại sao muốn tặng nó cho ta? Đệ Cửu đáp, vì ngươi là người phe ta. Diệp Huyên sửng sốt, người cùng phe. Đệ Cửu gật đầu, đúng thế, ngươi là người của chúng ta. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Đệ Cửu giải thích, vì Ngân Hà Tông là nhà của ngươi. Nhà của ta. Diệp Huyên ngơ ngác, cái quỷ gì vậy? Nhà của mình. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên cảm thấy rất khó hiểu. Hắn có thể chắc chắn mình và Ngân Hà giới không có chút quan hệ nào cả. Hắn chưa từng đến Ngân Hà giới. Mà Đệ Cửu lại nói Ngân Hà Tông là nhà của hắn,
Đừng nói là Diệp Huyên, kể cả Lan Nhược ở bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên. Nhìn thôi cũng biết Ngân Hà Tông này không phải thế lực đơn giản. Mà Diệp công tử này lại có quan hệ với bọn họ. Thấy Diệp Huyên khiếp sợ như thế, đệ cửu hơi nghi ngờ, người không biết ư. Diệp Huyên cười khổ, đệ cửu, ta không biết gì cả. Ta chưa từng đến Ngân Hà giới. Đệ cửu trầm tư một lát, sau đó nói, không sao, dù sao huyết mạch của ngươi đúng là được. Diệp Huyên càng khó hiểu hơn, huyết mạch đúng. Đệ cửu gật đầu, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyên không hiểu gì, đừng nói Ngân Hà Tông là do người cha gì đó của mình sáng lập nhé. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, đệ cửu, lần đầu tiên ta gặp người, người còn bảo muốn hủy diệt nhân loại. Đệ cửu chớp mắt, chương trình bị lỗi, đã sửa rồi. Diệp Huyên ngơ ngác, chương trình. Đệ cửu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, cũng giống như bị rối loạn tinh thần ấy. Vì ta phiêu bạt trong tinh tế quá lâu, cộng thêm việc không thể sạc điện, cho nên đầu óc của ta xảy ra vấn đề. Mở ra hình thức phản nhân loại. Phản nhân loại. Diệp Huyên. Lan Nhược ở một bên chen miệng vào, đệ cửu cô nương, cô làm gì ở đây vậy? Diệp Huyên nhìn đệ cửu, hắn cũng rất tò mò. Đệ cửu đáp, đợi người. Lan Nhược nhìn nàng ta, đợi người của Ngân Hà giới sao? Đệ cửu gật đầu, đúng thế, ta cần tiếp tế. Lan Nhược hơi do dự, sau đó hỏi, các cô đến đây làm gì? Đệ cửu đáp, thăm dò. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thăm dò vũ trụ, tìm kiếm nền văn minh cao cấp hơn. Còn phải tìm người nữa. Diệp Huyên hơi tò mò, tìm người, tìm ai? Đệ cửu nói, tìm một người đàn ông có huyết mạch giống ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, người đàn ông có huyết mạch giống ta. Đệ cửu khẽ gật đầu, nhiệm vụ chính của ta chính là việc này, còn nhiệm vụ phụ là thăm dò, tìm kiếm nền văn minh võ đạo cao cấp hơn, sau đó học tập bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, đệ cửu, người tìm thấy nam nhân kia chưa? Đệ cửu lắc đầu, vẫn chưa. Nhưng nếu thật sự không tìm thấy nữa thì ta sẽ mang ngươi về. Dù sao huyết mạch của các ngươi cũng giống nhau mà. Diệp Huyên. Lúc này, Lan Nhược nói, đệ cửu cô nương, các cô không tham gia vào tranh chấp của thế giới này, đúng không? Đệ cửu gật đầu, chúng ta gần như không quan tâm đến chuyện của vũ trụ khác, chúng ta chỉ đang thăm dò thôi, nhưng mà... Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta có thể giúp đỡ. Dứt lời, nàng ta vung tay phải, một thứ kỳ lạ xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là cái gì? Đệ cửu chớp mắt, theo ngôn ngữ của thế giới các ngươi thì cái này là thần khí. Lan Nhược. Diệp Huyên. Đệ cửu cười nói, rất thú vị, ta chỉ cần bấm vào nút ấn nhỏ màu đỏ này, nó sẽ phá vỡ không gian. Dứt lời, nàng ta chỉ vào Lan Nhược, tương đương với một kích toàn lực của nàng ta. Lan Nhược nhìn đệ cửu, cô biết thực lực của ta. Đệ cửu gật đầu, có thể cảm nhận được, ở vũ trụ của các ngươi, ngươi có thể xem như cao thủ hàng đầu. Lan Nhược im lặng. Rốt cuộc Ngân Hà giới này là nơi nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, đệ cửu, ngươi thật sự đồng ý giúp ta đánh nhau ư? Đệ cửu nhìn Diệp Huyên, cười nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên đang định đáp lời thì đệ cửu lại nói, ngươi đợi một lát, ta phải liên lạc với chủ nhân. Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng vung tay, một màn sáng to lớn xuất hiện trước mặt ba người. Sau đó, màn sáng khẽ rung, một cô gái xuất hiện bên trong. Khi cô gái này xuất hiện, đệ cửu lập tức đứng thẳng người, không cười đùa như trước nữa. Cô gái trong màn sáng vừa định nói chuyện thì đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, nàng tỏ vẻ bất ngờ. Diệp Huyên nhìn cô gái, tiền bối. Cô gái cũng nhìn Diệp Huyên, phụ thân của ngươi đâu? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, ta không biết. Cô gái khẽ nhíu mày, ngươi không biết. Diệp Huyên gật đầu, chưa từng gặp. Cô gái càng nhíu chặt mày hơn, chưa từng gặp. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng, tiền bối, người là. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, người nên gọi ta là cô.
Cô. Diệp Huyên. Nét mặt của Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, sao tự nhiên lại nhận người thân rồi? Lúc này, cô gái lại nói, ta là cô ruột của ngươi. Diệp Huyên nhìn cô gái, ruột. Cô gái gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyên với nét mặt phức tạp, xem ra bọn họ vẫn không thể giải quyết nguyên nhân tai ách trên người ngươi. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối cũng biết nguyên nhân tai ách sao? Cô gái trừng Diệp Huyên, ta là cô của ngươi chứ không phải là tiền bối. Diệp Huyên do dự, sau đó lại nói, tiền bối, người lấy gì để chứng minh người là cô của ta? Cô gái mở lòng bàn tay, mạch máu trên tay nàng chợt rung lên, dần dần, một lực lượng mạnh mẽ tản ra từ trong người nàng. Huyết mạch phong ma. Dù huyết mạch phong ma này không giống với huyết mạch của hắn lắm, nhưng nó đúng là huyết mạch phong ma. Cô gái nhìn Diệp Huyên, huyết mạch của ta và ngươi không giống nhau lắm, đó là vì phụ thân của ngươi nâng cấp huyết mạch của gia tộc đến độ cao chưa từng có, cho nên huyết mạch của ngươi không hoàn toàn giống ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi thật sự là cô của ta ư? Cô gái trừng Diệp Huyên, tên nhóc này, ta còn có thể vô duyên vô cớ đi nhận người khác làm cháu chắc. Diệp Huyên im lặng. Đột nhiên có thêm một cô là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa cô này còn đến từ Ngân Hà giới. Lúc này, cô gái nhìn về phía đệ cửu, vẫn không có tin tức của huynh ấy sao? Đệ cửu gật đầu, chưa từng tìm thấy. Cô gái im lặng. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, ta có thể dẫn hắn về không? Dứt lời, nàng ta chỉ về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên. Cô gái trong màn sáng nhìn hắn, người muốn không? Diệp Huyên lắc đầu, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô gái gật đầu, nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi cũng không tiện đến đây. Dứt lời, nàng im lặng một lát rồi nói tiếp, có cần ta giúp gì không? Diệp Huyên chớp mắt, giúp gì cũng được ư. Cô gái cười đáp, ngươi có thể nói ta nghe thử. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta có khá nhiều kẻ thù, hơn nữa đều rất mạnh. Cô gái gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên chớp mắt, hiểu rồi. Cô gái nhìn về phía đệ cửu, truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử Ngân Hà Tông đang thăm dò ở tinh tế lập tức chạy đến vũ trụ của ngươi, sau đó nghe theo lệnh của hắn vô điều kiện. Đệ cửu gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên với nét mặt phức tạp, sống cho tốt đấy. Dứt lời, màn sáng dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên nhìn về phía đệ cửu trầm giọng nói, năng lượng của ta sắp không đủ rồi. Diệp Huyên gật đầu, đệ cửu cô nương, ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, người đi cùng ta không? Đệ cửu cười nói, tạm thời không được. Thứ nhất, ta phải bổ sung năng lượng. Thứ hai, ta phải liên lạc với đệ tử Ngân Hà Tông ở nơi này, đợi khi bọn họ đều đến ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi thấy được không? Diệp Huyên gật đầu, cười nói, được. Đệ cửu cất lời, vậy thì sau này gặp lại. Diệp Huyên cười đáp, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn và Lan Nhược xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Ngân Hà Tông, Diệp Huyên xoay người nhìn lại, lúc này Ngân Hà Tông lại biến mất rồi. Lan Nhược ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Diệp công tử, thân thế của ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Lan Nhược cô nương, nếu ta nói với người cả ta cũng không biết thân thế của mình, người có tin không? Lan Nhược nhìn về phía Diệp Huyên, tin. Diệp Huyên sửng sốt. Lan Nhược cười nói, Diệp công tử không có lý do gì phải lừa gạt ta cả, đúng không? Diệp Huyên cười nói, đúng, chúng ta đi thôi. Hắn im lặng một lát rồi lại nói, xin lỗi. Để Lan Nhược cô nương đi theo ta một chuyến vô ích rồi. Lan Nhược lắc đầu, hôm nay ta cũng thu hoạch được khá nhiều thứ rồi. Dứt lời, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời đi. Trên đường đi, Lan Nhược không nói thêm gì nữa. Lúc này, nàng ta đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ Huyền Thành có thể thân thiết với Diệp Huyên hơn. Dù làm thế có thể sẽ bị cuốn vào một vài chuyện, nhưng chắc chắn cũng sẽ có lợi. Có điều nàng ta vẫn hơi do dự. Chuyện này cũng không thể không cẩn thận, chỉ cần sơ suất,
Huyền Thành có thể không thể trở mình. Trên đường đi, Diệp Huyên không ngừng quan sát thanh kiếm trong tay. Vô thượng, vượt trên mọi thứ. Có thanh kiếm này, chiến lực của hắn có thể tăng lên ít nhất 2 cấp bậc. Quan trọng nhất là thanh kiếm này có thể giúp hắn nâng cao bản thân, chứ không khiến hắn lệ thuộc vào nó. Lần này có thu hoạch to lớn rồi. Diệp Huyên cất kiếm đi, tăng nhanh tốc độ. Cực võ giới. Trên một đỉnh núi nào đó, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, ông ta khép hờ mắt, hai tay khẽ nâng, giống như đang ngồi thiền vậy. Võ Lê. Võ Đế. Một trong những cao thủ mạnh nhất hiện giờ của vũ trụ này, ông ta chẳng những là thần cảnh chân chính mà còn là thần cảnh đỉnh cao. Có điều đến giờ ông ta vẫn không thể tiến thêm một bước. Lúc này, Võ Lê đột nhiên mở mắt, ông ta quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu xanh đậm đang đứng ở cách đó không xa. Võ Lê híp mắt lại, vì ông ta không phát hiện ra người phụ nữ này xuất hiện từ lúc nào. Cô gái đưa lưng về phía Võ Lê, cười nói, tốt nhất các hạ đừng ra tay, vì ngươi không làm gì được ta đây. Võ Lê hờ hững hỏi lại, vậy sao? Dứt lời, ông ta đánh tới một quyền. Ầm. Thiên địa xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Mà cô gái kia vẫn không nhúc nhích, không có chút ảnh hưởng nào cả. Lúc này, trong mắt Võ Lê lộ vẻ nặng nề. Cô gái mở tay ra, một quyền cổ trục bay đến trước mặt Võ Lê, nó có thể giúp ngươi. Võ Lê nhìn cô gái, vừa định lên tiếng thì lúc này, cô gái đã biến mất. Võ Lê khẽ nhíu mày, một lát sau, ông ta mở quyển trục kia ra, lúc nhìn thấy nội dung bên trong, ông ta chợt trợn mắt. Trên đỉnh núi, Võ Lê cất quyển trục đi, ông ta im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Không một lời đáp lại. Một lát sau, Võ Lê ngồi xếp bằng xuống đất. Tiếp tục tu luyện. Trước đó việc tu luyện của ông ta có hơi mơ hồ, vì ông ta đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Cũng tương đương với việc ông ta không còn đường để đi nữa. Nhưng bây giờ, nội dung của quyển trục này như chỉ ra cho ông ta một con đường. Lần này, ông ta chắc chắn 9 phần là mình có thể đột phá. Như nghĩ đến điều gì, ông ta mở mắt nhìn về phía chân trời, lúc này, ông ta nghĩ đến cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng đã từng uy hiếp ông ta. Sức mạnh của người phụ nữ kia khiến trước đây ông ta không dám ra tay. Vì ông ta không chắc chắn. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên kia cứu Na Già Lâu của Na Già Long tộc ra ngoài. Cơn tức này, ông ta nuốt không trôi. Võ Lê chậm rãi nhắm mắt lại, nữ nhân, người đợi đó. Dứt lời, ông ta bắt đầu tu luyện, dần dần, hơi thở trên người ông ta càng ngày càng mạnh. Ở một nơi khác, cô gái đứng trong vân đoan, nàng ta nhìn xuống dưới, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, thánh chủ xuất hiện bên cạnh cô gái. Thánh chủ cung kính hành lễ, chủ nhân, Diệp Huyên đi tới một tinh vực không biết tên, nhưng thành chủ của Huyền Thành đi theo hắn, người của chúng ta không dám tiếp cận. Cô gái cười khẽ, nàng ta nhìn về phía vũ trụ ngũ duy xa xôi, nếu ta đoán không sai, có lẽ hắn sắp thức tỉnh đại đạo chi linh rồi. Chỉ cần hắn dám lại thế, chắc chắn đạo môn sẽ liều mạng. Cộng thêm Võ Lê sắp đột phá, tiếp theo có lẽ sẽ rất vui. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thánh chủ hơi tò mò, ngoài chúng ta và đạo môn, hắn còn có kẻ thù nào khác sao? Cô gái cười nói, có. Hơn nữa còn rất nhiều. Là vì đạo kinh. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, có một vài thế lực thần bí. Có điều những thế lực này trốn quá kỹ. Người bình thường hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Mà những thế lực thần bí này rất hứng thú với đạo kinh. Thánh chủ hỏi, vì sao? Cô gái cười to, vì bọn họ cũng muốn đạt tới cấp bậc như chủ nhân của đạo kinh. Thánh chủ hơi do dự, sau đó hỏi, chủ nhân, theo người thấy, thực lực của chủ nhân đạo kinh như thế nào? Nụ cười trên mặt cô gái dần biến mất, rất mạnh. Thánh chủ im lặng. Rất mạnh. Người có thể đạt được sự công nhận của chủ nhân chắc chắn không phải người bình thường. Cô gái lại nói, người có thể sáng tạo ra một hệ thống võ đạo sao có thể là người bình thường được.
Nói xong, nàng ta nhìn về phía chân trời, cười nói, ta đi gặp tiểu tử kia. Sau đó, nàng ta lập tức biến mất. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi chia tay Lan Nhược, Diệp Huyên trở lại vũ trụ ngũ duy, vừa mới về đến, Niệm Niệm lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cười nói, muội biết ta sắp về ư. Niệm Niệm lắc đầu, là Việt tỷ cho ta biết. Việt tôn. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Niệm Niệm, mấy ngày nay vất vả lắm đúng không? Niệm Niệm lại lắc đầu, không có. Dứt lời, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ta đã đọc xong những đạo kinh kia rồi. Diệp Huyên hỏi, đọc xong rồi. Niệm Niệm gật đầu, bọn họ đều đang đợi huynh. Diệp Huyên kéo tay Niệm Niệm, đi thôi. Niệm Niệm cười ngọt ngào, xoay người rời đi cùng Diệp Huyên. Vào lúc Niệm Niệm xoay người, Diệp Huyên không hề phát hiện cô bé hơi nghiêng đầu nhìn về phía chân trời. Trong vân đoan trên chân trời, cô gái mặc váy dài màu xanh đậm cười khẽ, thiên đạo ngũ duy à. Cô gái này chính là cô gái thần bí của thánh địa. Cô gái nhìn xuống bóng lưng của Diệp Huyên và Niệm Niệm bên dưới, cười nói, xem ra ta phải cẩn thận với thiên đạo ngũ duy này mới được. Trong điện, Diệp Chi Mệnh đưa mấy quyển trục cho Diệp Huyên, nội dung và chú thích của quyển thứ 9, có cả tâm pháp và võ học đạo kinh. Nói xong, nàng im lặng một lát, sau đó lại nói, chỉ có Niệm Niệm biết nội dung thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Việt Hy và Việt Tôn, Việt Hy cười nói, Diệp công tử, võ học và tâm pháp của quyển thứ 9 này, chúng ta. Diệp Huyên búng tay, quyển trục trong tay hắn bay đến trước mặt Việt Hy, Việt tông chủ, sao chép một phần đi. Việt Hy im lặng. Bà cũng muốn có võ học và tâm pháp hoàn chỉnh của quyển thứ 9. Nhưng bà biết rõ như thế hơi tham lam. Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ bà muốn dẫn cao thủ bà Sa Tông trở về thế giới bà Sa. Tiếp tục ở lại đây quá nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, Việt tông chủ, quyển thứ 9 này vốn là của bà Sa Tông. Bà Sa Tông đưa cho ta, sao ta có thể độc chiếm được? Võ học và tâm pháp đạo kinh này, bà nhận lấy đi. Việt Hy yên lặng. Diệp Huyên lại nói, các vị ra ngoài cũng đã lâu, chắc hẳn nhớ nhà rồi đúng không? Việt Hy nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, ta hiểu ý của Việt Tông Chủ, cũng tôn trọng suy nghĩ của Việt Tông Chủ. Nét mặt Việt Hy rất phức tạp, Diệp công tử, ta phải suy nghĩ vì cả tông môn, xin lỗi. Nói xong, bà xoay người rời đi. Diệp Huyên chợt gọi lại, Việt Hy tông chủ. Việt Hy dừng bước, bà xoay người nhìn Diệp Huyên cầm quyển trục kia lên đi tới trước mặt Việt Hy, đây là thứ bà Sa Tông các vị nên có. Còn nữa, bà Sa Tông không nợ gì Diệp Huyên ta cả, ngược lại là ta nợ các vị một ơn tình. Việt Hy im lặng một lát rồi nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, bà cầm quyển trục lên xoay người rời đi. Việt Tôn cũng nhìn Diệp Huyên, bảo trọng. Diệp Huyên cười đáp, bảo trọng. Sau đó Việt Tôn cũng rời đi. Đi rồi. Diệp Chi Mệnh lên tiếng, bà Sa Tông rời đi sẽ dẫn theo hơn 30 cao thủ quy nhất cảnh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, người ta không có nghĩa vụ phải ở lại đồng sinh cộng tử với chúng ta. Đúng không? Diệp Chi Mệnh im lặng. Lúc này, Bạch Đế Tử đi vào. Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Đế Tử, tình hình của vũ trụ ngũ duy bây giờ thế nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, sau khi bà Sa Tông đi, chúng ta còn 68 cao thủ quy nhất cảnh. Còn về vũ trụ ngũ duy, vẫn chưa có cao thủ quy nhất cảnh nào, nhưng mấy người An Lan Tú cô nương đều đang đột phá quy nhất, nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất một tháng, các nàng sẽ đạt đến quy nhất cảnh. Diệp Huyên gật đầu. An Lan Tú, Tiểu Thất, A La và Trương Văn Tú vẫn luôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của vũ trụ ngũ duy. Có thể nói, tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho các nàng. Bạch Đế Tử lại nói, theo điều tra của ta, đạo môn đang kêu gọi đệ tử ở bên ngoài trở về tông môn, ngoài ra, bọn họ còn đang huy động một vài thế lực phụ thuộc, gần đây có lẽ bọn họ sẽ có hành động. Có hành động. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thánh địa vô biên thì sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, trước mắt thế lực này không có động tĩnh gì cả. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không có động tĩnh gì. Bạch Đế Tử gật đầu,
Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Lan Nhược cô nương bảo ta nhất định phải cẩn thận với thánh địa vô biên, vì trước đây đạo đình và bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa hiện tại mấy người thanh chủ vẫn còn bị lưu đày. Bạch đế tử trầm giọng nói, có lẽ thế lực này sẽ không mặc cho chúng ta phát triển. Diệp Huyên gật đầu, chắc là mọi người không điều tra được gì đâu, ta sẽ nhờ Huyền Thành giúp điều tra về thế lực này. Bạch đế tử gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Bạch đế tử, tín ngưỡng chi lực thế nào rồi? Sao ta không cảm nhận được gì cả? Bạch đế tử cười đáp, cậu điều động thần linh chi ấn thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn điều động thần linh chi ấn, một khắc sau, nét mặt hắn lập tức thay đổi. Tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận không ngừng dâng lên từ trong thần linh chi ấn, sau đó tập trung về phía thân thể của hắn. Nét mặt Diệp Huyên dần thay đổi. Vì hắn phát hiện sau khi tiến vào, những tín ngưỡng chi lực này hoàn toàn hòa làm một với thân thể của hắn. Bạch đế tử ở bên cạnh cười nói, đây đều là tín ngưỡng chi lực tinh thuần nhất. Có sự gia trì của những tín ngưỡng chi lực này, chiến lực của cậu có thể nâng cao ít nhất 3 bậc, nếu nhiều thêm nữa, thực lực của cậu sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao có vài người thích mê hoặc lòng người rồi. Không thể không nói, tín ngưỡng chi lực này thật sự rất đáng sợ, hơn nữa còn không cần tu luyện, chỉ cần người khác tín ngưỡng mình sẽ có thể không ngừng nhận được tín ngưỡng chi lực. Đây thật sự là nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Bạch Đế Tử lại nói, lúc trước ta mời mấy thế lực như cổ tộc, Nam Việt tộc và Huyền Thành đến tham khảo đạo kinh, trong các thế lực lớn, si tộc của tinh vật thiên nhân không đến, e rằng thế lực này đã trở thành kẻ thù của chúng ta rồi. Diệp Huyên hỏi, thái độ của cổ tộc và Nam Việt tộc thế nào? Bạch đế tử nhìn Diệp Huyên, bọn họ đã tỏ thái độ với chúng ta rồi, tuyệt đối sẽ không đối đầu với chúng ta, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và đạo môn. Diệp Huyên gật đầu, nói cách khác, kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là đạo môn. Bạch đế tử gật đầu, bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thực lực của đạo môn này, đây là một việc vô cùng bất lợi với chúng ta. Nhưng ta tin chắc chắn bọn họ cũng đang kiêng dè cô gái áo bào trắng và Thính Vân cô nương. Nếu không với thực lực của bọn họ thì có lẽ đã ra tay từ lâu rồi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, với thực lực của hắn bây giờ, chém chết cao thủ quy nhất cảnh hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng đạo môn cũng không chỉ có cao thủ quy nhất cảnh. Hơn nữa đạo môn từng là nơi bắt nguồn của đạo kinh, nơi này chắc chắn không đơn giản. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên lên tiếng, có cần thức tỉnh đại đạo chi linh không? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, có thể thức tỉnh sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, chỉ cần hợp nhất 9 quyển đạo kinh là được. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì Niệm Niệm ở bên cạnh đột nhiên nói, không. Ba người Diệp Huyên nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm sửng sốt, sau đó hơi mờ mịt, sao vậy? Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, muội vừa mới nói không. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ánh mắt vẫn còn hơi mờ mịt, ta nói sao? Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh nhìn nhau, Diệp Chi Mệnh dùng huyền khí truyền âm, thỉnh thoảng nàng có hơi kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói, nếu bây giờ chúng ta kêu gọi đại đạo chi linh, mọi người nghĩ sẽ thế nào? Bạch đế tử trầm giọng nói, chưa nói đến các thế lực khác, chắc chắn đạo môn sẽ liều mạng với chúng ta. E rằng một vài thế lực đang rình rập cũng sẽ ra tay cướp đi đạo kinh và đại đạo chi linh. Diệp Huyên ngồi xổm xuống, hắn nhìn Niệm Niệm, cười khẽ ta hiểu rồi. Niệm Niệm kéo tay Diệp Huyên, cứ thế giữ thật chặt. Một lát sau, lúc mấy người Diệp Huyên đang bàn bạc, Niệm Niệm rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, Niệm Niệm vô tình đi vào trong Vân Đoan, nói đúng hơn là cô bé đi tới trước mặt cô gái thần bí kia. Cô gái nhìn Niệm Niệm, cười không nói gì. Niệm Niệm cũng nhìn nàng ta, một lát sau, cô bé chợt cười hỏi, còn sống không tốt sao? Cô gái chớp mắt, ta nhớ trước kia ngươi từng nói, chủ nhân của ba thanh kiếm không xuất hiện thì không ai giết được ngươi cả, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Cô gái hơi nhếch môi, ta phách lối hơn ngươi một chút, chủ nhân của ba thanh kiếm không xuất hiện, ta muốn giết ai cũng được.
nếu chủ nhân của ba thanh kiếm không xuất hiện. Niệm Niệm nhìn cô gái trước mắt, thật phách lối. Cô gái cười nói, như nhau thôi. Niệm Niệm hỏi, đi dạo không? Cô gái gật đầu, được. Hai cô gái dạo bước trong vân đoan. Niệm Niệm nhẹ giọng nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta. Cô gái cười nói, ngươi cũng là người đầu tiên phát hiện ra ta. Niệm Niệm quay đầu nhìn xuống dưới, vũ trụ ngũ duy bây giờ là vũ trụ ngũ duy trong lòng ta. Cô gái gật đầu, ngươi không nhìn lầm người. Niệm Niệm cười, đúng thế. Nàng rất tự hào. Cô gái cười khẽ nói, ngươi không nên để mình bị cuốn vào trong nhân quả của hắn. Niệm Niệm nhún vai, bây giờ muốn rút lui đã không còn kịp nữa rồi. Đúng không? Cô gái nhìn Niệm Niệm, cười nói, là ngươi không muốn rút lui. Niệm Niệm chớp mắt, ta là niệm tỷ của hắn mà. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, ngươi cố ý mất trí nhờ là không muốn bị nguyên nhân tai ách trên người hắn nhằm vào, ngươi muốn dùng một cách khác bảo vệ hắn. Niệm Niệm cười, ngươi không dám ra tay trực tiếp là vì cô gái váy trắng. Cô gái gật đầu, ta không đánh lại nàng. Niệm Niệm tiếp lời, ta cũng không đánh lại nàng. Hai cô gái nhìn nhau bật cười. Lúc này, cô gái dừng lại, nàng ta nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, ngươi biết không? Vào khoảnh khắc gặp hắn, ta suýt đã từ bỏ rồi. Niệm Niệm hơi tò mò, vì sao? Cô gái cười đáp, ta cũng không biết tại sao, ta không giải thích được cảm giác đó. Niệm Niệm hỏi, hắn và ngươi có quan hệ gì? Cô gái cười khẽ, xem như người thân. Niệm Niệm chớp mắt, xem như người thân. Cô gái gật đầu, rất thân. Niệm Niệm cười, nhưng ngươi lại muốn giết hắn. Xem ra là có chuyện gì đó. Đúng là có chuyện, nhưng đều là ân oán của thế hệ trước, ta không muốn nói tới. Ta cảm thấy oan có đầu, nợ có chủ, ngươi thấy sao? Ta cảm thấy ngươi nói đúng, nhưng nếu ta giết hắn, chắc chắn là hắn đáng chết. Niệm Niệm im lặng. Cô gái dừng bước, nàng ta nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vẫn chưa dám hồi phục trí nhớ, cũng không dám nhúng tay quá sâu vào chuyện của hắn, ta nói đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Cô gái cười. Vậy chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, nàng ta đi về phía xa. Niệm Niệm đứng nhìn bóng lưng của cô gái, im lặng không nói một lời. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện ở sau lưng Niệm Niệm. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm, nàng là ai thế? Niệm Niệm sững người, sau đó, vẻ bình tĩnh trong mắt cô bé trở thành vẻ mờ mịt. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ai cơ? Diệp Huyên chỉ cô gái đã biến mất ở phía xa, người phụ nữ khi nãy. Niệm Niệm nhìn về phía xa, một lát sau, cô bé nhẹ giọng nói, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Niệm Niệm có gì đó không đúng. Lúc này, Niệm Niệm kéo tay Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, nhẹ giọng nói, muội không sao chứ? Niệm Niệm khẽ lắc đầu, không sao. Diệp Huyên ngồi xổm xuống, hắn nhìn chằm chằm Niệm Niệm, thật sự không sao à? Niệm Niệm hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, chỉ là gần đây cứ nằm mơ mấy giấc mơ kỳ lạ. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, giấc mơ gì? Niệm Niệm lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới là đau đầu. Diệp Huyên vội nói, vậy đừng nghĩ nữa. Dứt lời. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Niệm Niệm, chúng ta về thôi. Niệm Niệm gật đầu, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn theo hướng cô gái biến mất ở xa xa, sau đó kéo Niệm Niệm xoay người rời đi. Đạo môn. Trong đại điện nào đó, đạo lão tứ ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này, thân thể của ông ta đã ngưng tụ, nhưng đã không còn là đạo thể nữa. Đạo thể của ông ta đã bị người phụ nữ kia đánh nát rồi. Muốn tu luyện lại lần nữa sẽ rất khó khăn. Trước mặt đạo lão tứ là pho tượng của một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên cầm một quyển cổ tịch, trông rất tao nhã điềm đạm. Người này chính là lão tổ của đạo môn. Người sáng lập đạo kinh. Lúc này, một ông lão đi vào,
Ông lão cung kính hành lễ với đạo lão tứ, chúng ta nhận được tin, dường như Diệp Huyên đang tìm cô gái áo bào trắng và Tư Đồ Thính Vân. Đạo lão tứ mở mắt, đã tìm thấy chưa? Ông lão lắc đầu, không biết. Đạo lão tứ im lặng, một lát sau, ông ta lại hỏi, có tin tức gì về nhị chủ không? Ông lão lắc đầu, không có. Đạo lão tứ lại hỏi, thánh địa thì sao? Thái độ của bọn họ thế nào? Ông lão trầm giọng nói, thánh địa, hơi qua loa với chúng ta. Đạo lão tứ khẽ nhíu mày, có ý gì? Ông lão giải thích, thánh địa nói bọn họ cũng là kẻ thù không đội trời chung với Diệp Huyên, nhưng bọn họ lại không định ra tay. Ta cảm thấy bọn họ muốn chúng ta liều mạng với Diệp Huyên trước, sau đó thì ngồi ngựa ông đắc lợi. Nét mặt đạo lão tứ không chút cảm xúc, ngu xuẩn. Đến lúc này rồi mà bọn họ còn tính toán mấy chuyện này, thánh địa này khó mà phát triển. Ông lão gật đầu, ngoài thánh địa, Huyền Thành, cổ tộc và Nam Việt tộc đều thẳng thừng tỏ thái độ sẽ không nhúng tay vào chuyện giữ chúng ta và Diệp Huyên. Đạo lão tứ nhìn ông lão, Huyền Thành cũng tỏ thái độ rồi ư. Ông lão gật đầu. Đạo lão tứ im lặng. Ông lão lại nói, đệ tử đạo môn ở bên ngoài gần như đã trở về, đệ tử chưa trở về thì cũng đang trên đường trở về. Ngoài ra, một vài thế lực phụ thuộc vào chúng ta cũng đều phái người mạnh nhất của bọn họ đến đạo môn chúng ta. Nói xong, lão ta nhìn đạo lão tứ, tứ chủ, ngài nghĩ lúc nào chúng ta nên ra tay. Đạo lão tứ lắc đầu, chỉ một mình Diệp Huyên, muốn giết hắn thì đơn giản chẳng khác nào giết gà cả. Nhưng sau khi giết hắn thì sao? Chắc chắn những người đứng sau hắn sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Nếu những người này núp trong bóng tối không ngừng nhằm vào đạo môn ta, khi đó tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Cho nên muốn giết Diệp Huyên phải tiêu diệt thế lực sau lưng hắn trước, mà chúng ta có thể lợi dụng Diệp Huyên để dẫn dụ thế lực đứng sau hắn. Ông lão thoáng do dự, sau đó nói, tứ chủ nói có lý, có điều bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thế lực đứng sau Diệp Huyên. Đạo lão tứ nhẹ giọng nói, không sao, chỉ cần Diệp Huyên còn đó, bọn họ sẽ xuất hiện. Mà lần này, đạo môn ta dốc hết toàn lực, ta muốn xem thử thế lực đứng sau hắn có thể đấu với đạo môn không. Dứt lời, ông ta nhìn ông lão, vận dụng quan hệ của đạo môn ta, mời tất cả cường giả có thể mời được đến đây, hơn nữa nói với bọn họ, sau khi sự việc thành công, đạo môn ta sẽ chia sẻ tất cả đạo kinh. Chia sẻ tất cả đạo kinh. Ông lão gật đầu, được. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Trong điện, đạo lão tứ chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, ông ta nhớ tới lời của Diệp Liên lúc gần đi. Diệp Huyên còn có một muội muội, cô gái váy trắng. Trước đó đạo môn từng phái người đi tìm cô gái váy trắng, nhưng người được phái đi đều đã chết. Nhưng chuyện này cũng không chứng minh được điều gì, vì với thực lực của ông ta, muốn giết chết 10 cường giả quy nhất cảnh cũng không quá khó khăn. Hơn nữa nếu thực lực của cô gái váy trắng không đủ mạnh, rất có thể đã bị thương lúc giết 10 cường giả quy nhất cảnh của đạo môn. Nếu đúng là như thế, vậy cô gái váy trắng sẽ là điểm đột phá của đạo môn rồi. Nhưng ông ta vẫn hơi lo lắng. Lo rằng Diệp Liên đó đang lừa mình. Nhưng vấn đề là cường giả cấp bậc như nàng có lẽ sẽ không nói dối đâu đúng không? Nơi nào đó trong tinh không, bên trong tinh vực có một tòa thành không lớn, chỉ là một tòa thành nhỏ. Thần thành. Tòa thành này rất đặc biệt, thế gian có rất ít người biết, vì muốn tiến vào tòa thành này phải thỏa mãn một yêu cầu. Đó là cảnh giới thấp nhất phải là bán bộ thần cảnh. Có thể nói, tòa thành này chính là một câu lạc bộ của cường giả đứng đầu. Hôm nay, một người đàn ông trung niên đi tới thần thành, người này chính là đạo lão nhị. Đạo lão nhị vào thành, nhìn thấy trong thành chỉ có một tửu quán nhỏ. Y đi tới tửu quán, lúc này tửu quán khá vắng vẻ, chỉ có 3 người, một người là trưởng quỹ đang cầm bàn tính toán, ngoài ra còn có một tiểu nhị đang dọn bàn ghế và một đao khách đang uống rượu. Thấy đạo lão nhị, trưởng quỹ tửu quán khẽ mỉm cười, khách quan cần gì ạ? Đạo lão nhị đi tới trước mặt trưởng quỹ, tìm người. Trưởng quỹ lắc đầu, khách quan, nơi này là nơi uống rượu. Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ, y lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt trước mặt trưởng quỹ,
Trưởng quỹ nhìn thoáng qua, bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng 1 tỷ tạo hóa thần tinh. 1 tỷ. Đây là một số tiền khổng lồ đấy. Trưởng quỹ nhìn đạo lão nhị, tìm ai? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tam cô nương. Trưởng quỹ hỏi, tam cô nương của đạo môn. Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỹ nhận lấy nhẫn chứa đồ, gã chỉ vào một cái bàn trước mặt, nửa tháng trước, nàng từng uống rượu ở đây. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày, bây giờ nàng đi đâu rồi? Trưởng quỹ đáp, Bắc Hoang. Đạo lão nhị sửng sốt. Bắc Hoang. Cách đó không xa, đao khách đang uống rượu đột nhiên dừng lại. Trưởng quỹ cười nói, bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp. Đạo lão nhị im lặng. Trưởng quỹ cười hỏi, uống một chén kiếm xuân không? Đạo lão nhị lại lấy một chiếc nhẫn chứa đồ nữa ra đặt trước mặt trưởng quỹ, hỏi thăm một người nữa. Trưởng quỹ nhận lấy, cất lời, ai? Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Trưởng quỹ ngây người, sau đó hỏi, của vũ trụ ngũ duy à? Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỹ im lặng một lát, sau đó đặt nhẫn chứa đồ về lại chỗ cũ, lắc đầu. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày, là không biết hay không dám nói. Trưởng quỹ cười đáp, có biết chút chút, nhưng không thể nói. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm gã, không thể nói. Trưởng quỹ gật đầu. Đạo lão nhị im lặng. Rốt cuộc Diệp Huyên này là ai? Vì sao ngay cả người nơi này cũng kiêng dè hắn như thế? Phải biết rằng dù là đạo môn cũng không dám hoành hành ở nơi này đó. Lúc này, trưởng quỹ đột nhiên nói, hai vị khách quan, chúng ta phải đóng cửa rồi. Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ, sau đó xoay người rời đi. Đao khách ở cách đó không xa cũng buông chung rượu xuống, đứng dậy rời đi. Sau khi hai người rời đi không lâu, trưởng quỹ đi tới trước một căn phòng trong quán rượu, cúi người hành lễ, sư tôn. Trong phòng có một giọng nói vang lên, ngươi nghi ngờ vì sao ta không cho ngươi điều tra Diệp Huyên kia đúng không? Trương quỷ gật đầu, đệ tử đúng là có nghi ngờ. Người trong phòng im lặng một lúc lâu, sau đó nói. Con của cố nhân, trưởng quỹ, sau khi rời khỏi tử quán, đạo lão nhị đi thẳng tới Bắc Hoang. Trên đường đi, nét mặt đạo lão nhị rất nặng nề. Lần này y đến thần thành vì hai mục đích, một là tìm tam cô nương, hai là hỏi thăm lai lịch của Diệp Huyên. Y nghĩ có lẽ tử quán nhỏ này biết lai lịch của Diệp Huyên. Nhưng y không ngờ rằng bọn họ lại không dám nói ra. Không phải không biết. Mà là không dám nói. Hành động này thật khiến người ta phải suy nghĩ. Cho dù thế nào, bây giờ đạo môn cũng không còn đường lui nữa. Đạo lão nhị tăng tốc. Vũ trụ ngũ duy. Hôm nay, Diệp Huyên đi tới một đại điện, trong đại điện có một người đàn ông trung niên. Tầng 9. Diệp Huyên đi tới trước mặt tầng 9, hắn lấy quyển trục ra đưa cho tầng 9. Tầng 9 nhìn quyển trục kia, là đạo kinh. Đạo kinh bản hoàn chỉnh. Tầng 9 nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, cái này cho ta à? Diệp Huyên cười nói, có phải rất cảm động không? Tầng 9 lắc đầu cười khẽ, hơi cảm động thật, nhưng mà, người cứ thế cho ta sao? Diệp Huyên cười, trên con đường này, người đã giúp ta rất nhiều. Tầng 9 ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật ra ta sợ cô gái váy trắng. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối, ta từng nghe người nói người có thể đỡ được hai kiếm của Thanh Nhi, cái này. Tầng 9 cười to, Diệp Huyên, người nói thế mà nghe được à? Có khác nào vả vào mặt ta đâu? Diệp Huyên cười, nhận lấy đi. Nét mặt tầng 9 khá phức tạp, nói thật, chúng ta đều đánh giá thấp nàng rồi. Dứt lời, y nhìn về phía Diệp Huyên, năm đó ta còn rất yếu. Ta cho rằng có lẽ nàng chỉ cao hơn ta một hai cảnh giới mà thôi, nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó thật sự quá buồn cười. Diệp Huyên im lặng. Hắn thì không đánh giá thấp thực lực của Thanh Nhi chắc. Lúc này, tầng 9 lại nói, thật ra, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang đánh giá thấp nàng. Diệp Huyên nhìn tầng 9, sao lại nói thế? Tầng 9 cười nói, vì chúng ta vẫn đang đánh giá nàng theo hiểu biết của chúng ta.
nhưng có lẽ nàng đã vượt qua hiểu biết của chúng ta rồi. Chúng ta giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy, nó vẫn luôn dùng suy nghĩ của mình để đánh giá bầu trời bên ngoài, dù nó cảm thấy bầu trời có thể to lớn hơn tưởng tượng của mình, nhưng nó đâu nghĩ rằng bầu trời hoàn toàn không chỉ to lớn như trong tưởng tượng của nó. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Huyên, không phải kẻ thù của ngươi quá ngu xuẩn, mà là nàng quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức hoàn toàn không nên xuất hiện ở thế giới này. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, hắn nhớ đến Bạch Đế Tử. Thật ra Bạch Đế Tử vẫn luôn xem trọng cô gái váy trắng, nhưng đến lúc này, ông ta cũng phát hiện mình đánh giá thấp cô gái váy trắng. Cả Diệp Huyên cũng giống thế. Lúc ở Thanh Thành, hắn cảm thấy Thanh Nhi chỉ là một kiếm tiên, mà bây giờ nhìn lại mới thấy suy nghĩ đó ngu xuẩn đến mức nào. Tầng 9 lại nói, ta nói nhiều với ngươi như vậy là muốn cho ngươi biết một điều, đạo môn không đáng sợ, vì bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của cô gái váy trắng. Điều đáng sợ thật sự là gì? Chính là những người biết thực lực chân chính của cô gái váy trắng nhưng vẫn dám đối đầu với ngươi. Người như thế mới thật sự uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Tầng 9 cười nói, lúc trước, ta cho rằng ngươi chỉ là kiếp sau của tiên tri. Sau đó mới phát hiện chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế. Nói thật, đến tận bây giờ, ta vẫn còn không hiểu rất nhiều chuyện. Cố gắng trở nên mạnh mẽ mới là điều nên làm. Nhưng ta phát hiện một điều là dù ngươi cố gắng thế nào, kẻ thù của ngươi vẫn mạnh hơn ngươi rất nhiều, quá đáng thương. Ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác à? Tầng 9 cười to, mà ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đi. Tầng 9 gật đầu, ra ngoài lâu như thế, bây giờ được tự do, ta cũng muốn trở về xem thử. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, còn trở lại chứ? Tầng 9 cười đáp, còn. Diệp Huyên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho tầng 9, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tầng 9 nhìn nhẫn chứa đồ, một khắc sau, y sửng sốt. Trong nhẫn chứa đồ có khoảng 10 triệu tạo hóa thần tinh. Sau khi chia tay tầng 9, Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không tĩnh lặng, trong tay hắn là kiếm vô thượng. Hắn cũng không lập tức tu luyện tâm pháp và võ học của quyển đạo kinh thứ 9 kia, vì ngay cả thuấn sát nhất kiếm và phần thiên tuyệt hắn vẫn chưa tu luyện đến cấp độ cao nhất. Bây giờ hắn muốn mượn thanh kiếm này tu luyện thuấn sát nhất kiếm của mình đến cực hạn. Sau đó mới nghĩ đến việc tu luyện võ học đạo kinh của quyển đạo kinh thứ 9. Lúc Diệp Huyên tu luyện, vũ trụ ngũ duy cũng xuất hiện một vài cường giả bán bộ quy nhất cảnh. An Lan Tú. Khi biết An Lan Tú đã đột phá, Bạch Đế Tử cũng thấy khiếp sợ. Ông ta biết An Lan Tú có thiên phú dị bẩm, nhưng ông ta không ngờ sau khi có tài nguyên tu luyện, nàng lại đạt tới bán bộ quy nhất cảnh nhanh như thế. Còn nhanh hơn Bạch Bào và Chân Võ nữa. Dù chỉ là bán bộ, nhưng như thế cũng vô cùng đáng sợ rồi. Phải biết rằng trước đây không lâu, An Lan Tú chỉ mới là thành đạo cảnh. Bây giờ còn chưa được bao lâu đã đến bán bộ quy nhất cảnh rồi. Đương nhiên đây là một chuyện tốt với vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy bây giờ quá thiếu cường giả. Bắc Hoang. Bắc Hoang là một cánh đồng hoang vu. Mà cánh đồng hoang vu này rất không đơn giản, thậm chí còn có thể xem là cấm địa. Dù là cường giả bán bộ thần cảnh cũng không dám tùy tiện bước vào. Mà đạo môn và nơi này cũng có một vài câu chuyện sâu xa, sở dĩ nơi này trở thành cấm địa là vì năm đó lão tổ đạo môn từng đặt kết giới rất mạnh ở nơi này. Không ai biết vì sao lão tổ đạo môn lại làm thế, dù là người của đạo môn cũng không biết. Dù bây giờ đã trải qua rất nhiều năm, nhưng kết giới kia vẫn rất mạnh mẽ, chỉ có cường giả bán bộ thần cảnh có thể miễn cưỡng đến gần nó. Đạo lão nhị đi tới một đỉnh núi, dưới đỉnh núi là cánh đồng hoang vu, mơ hồ không rõ. Kết giới. Đạo lão nhị nhìn về phía xa, nét mặt hơi nặng nề. Y đến muộn rồi. Lúc này, một người đàn ông lưng mang trường đao đột nhiên xuất hiện sau lưng đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn người đàn ông mang trường đao, đi theo ta lâu như vậy là có chuyện gì hả? Nét mặt người đàn ông không chút cảm xúc, cần tay đánh nhau không? Đạo lão nhị híp mắt, người muốn cái gì?
Người đàn ông cầm trường đao nói, theo ta biết, sư tôn của ngươi từng sáng lập một đao kỹ này, không ai trong đạo môn có thể tu luyện thành công, đúng không? Đạo lão nhị nhìn người đàn ông, ngươi là đạo sĩ. Người đàn ông nói, cho ta đao kỹ kia, ta thay ngươi giết Diệp Huyên. Đạo lão nhị lắc đầu, ngươi một thân một mình, không thể giết hắn. Người đàn ông nhìn đạo lão nhị, ta có thể thử. Đạo lão nhị trầm giọng đáp, ta có thể đưa ngươi quyển đao kỹ kia, nhưng ta có một điều kiện này không phải là bảo ngươi đi giết Diệp Huyên, vì một mình ngươi không thể giết được hắn. Điều ta muốn là ngươi theo ta về đạo môn, lúc ta cần ngươi ra tay thì ngươi hẳn ra tay. Đạo sĩ im lặng một lúc rồi gật đầu, được. Đạo lão nhị bấm tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt người đàn ông. Đây là nửa phần trước, đợi sau khi giết chết Diệp Huyên, ta sẽ cho ngươi nửa phần sau. Đạo sĩ nói, được. Đạo lão nhị siết chặt tay phải, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Y chợt phát hiện một chuyện. Đó là trong đạo môn chứa đựng quá nhiều điển tịch võ học, ngoài võ học đạo kinh còn có rất nhiều võ học khác, mà những võ học này đều có sức hấp dẫn chí mạng. Nếu đạo môn chịu đưa ra, thì không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đến giúp đỡ bọn họ đây. Nghĩ đến đây, đạo lão nhị cười khẩy, y xoay người rời đi. Trở về đạo môn. Sau khi về đến đạo môn, y lập tức điều động tài nguyên của đạo môn đi mời cường giả của chư thiên vạn giới. Dưới sức hấp dẫn của những điển tịch võ đạo này, ngày càng có nhiều cường giả quy nhất cảnh đến đạo môn. Vì không chỉ có điển tịch võ đạo mà còn có võ học đạo kinh và một vài thần thông đạo thuật của đạo môn nữa, đây đều là những thứ vô số người muốn có được mà. Không ai có thể đỡ được sức hấp dẫn của những thứ này cả. Hôm nay, đạo lão nhị đích thân đi tới thánh địa. Thánh điện. Đạo lão nhị nhìn thánh chủ trước mặt, thánh chủ, lần này đạo môn ta sẽ dốc hết sức lực để giết chết Diệp Huyên. Thánh chủ im lặng. Đạo lão nhị cười, thánh chủ, có lẽ ông cũng hiểu về thế lực đứng sau Diệp Huyên, nói thật, nếu hai bên chúng ta nghiêm túc hợp tác, lần này, Diệp Huyên sẽ chết chắc. Thánh chủ nhìn đạo lão nhị, sư huynh của ngươi có thái độ thế nào? Sư huynh. Đạo lão nhị lắc đầu, thái độ của huynh ấy không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta đang đại diện cả đạo môn. Dứt lời, y nhìn thánh chủ, có muốn hợp tác hay không? Ông cho ta một câu trả lời thẳng đi. Đương nhiên nếu thánh địa của ông muốn xem đạo môn ta liều mạng với Diệp Huyên cũng được thôi, có điều nếu đạo môn thua, hy vọng thánh địa sẽ có kết cục tốt. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Thánh chủ không nói gì. Vào lúc đạo lão nhị sắp rời khỏi đại điện, thánh chủ đột nhiên nói với y, thánh địa ta đồng ý giúp đỡ. Đạo lão nhị nhìn thánh chủ cười, thế này đi. Nếu nữ tử áo bào trắng và Tư Đồ Thính Vân xuất hiện, thánh địa sẽ giúp các ngươi ngăn cản hai người họ, nhưng những chuyện khác chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Đạo lão nhị im lặng một lát rồi nói, được. Thánh chủ hỏi, lúc nào ra tay? Đạo lão nhị nhìn thánh chủ, nhanh thôi. Dứt lời, y xoay người biến mất. Sau khi đạo lão nhị rời đi, thánh chủ lập tức đi tới nhà trúc sau núi của thánh địa, lúc này... Người phụ nữ thần bí kia đang tưới hoa trong vườn. Thánh chủ nhìn bà, chủ nhân, chúng ta thật sự phải ra tay sao? Người phụ nữ thần bí cười nói, ra tay cái gì? Thánh chủ sửng sốt, sau đó nói, khi nãy chủ nhân bảo ta đồng ý với đạo lão nhị kia. Người phụ nữ thần bí cười khẽ, nếu chúng ta không đồng ý, ông cảm thấy y dám dốc hết lực lượng khai chiến với vũ trụ ngũ duy không? Dù y muốn. Y cũng không dám làm thế, vì y sợ bị người khác ngựa ông đắc lợi. Chúng ta đồng ý với y mới yên tâm, sau đó thì đi liều mạng một trận với Diệp Huyên. Thánh chủ hơi do dự, sau đó nói, y đấu lại ư. Người phụ nữ thần bí nhẹ giọng nói, không phải muốn y liều mạng, mà là muốn Diệp Huyên và đạo môn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chúng như thế sẽ đồng nghĩa với việc Diệp Huyên trở thành kẻ thù với lão tổ đạo môn. Hắn có được chín quyển đạo kinh vốn là thiện duyên, bây giờ thiện duyên này sắp biến thành ác duyên rồi, thật tốt quá. Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, có lẽ vị kia ở cực võ giới sắp đột phá rồi. Vũ trụ ngũ duy. Trong tinh không,
Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, ở ngoài vạn trượng liền xuất hiện một tia kiếm quang, không gian ở đâu đó lập tức bị vỡ ra. Thuấn sát nhất kiếm. Dưới sự giúp đỡ của kiếm vô thượng, thuấn sát nhất kiếm bây giờ của hắn đã đạt đến cực hạn của bản thân. Cực hạn chân chính. Bởi vì thuấn sát nhất kiếm đã không thể nhanh hơn được nữa. Tuy trên phương diện tốc độ không thể nâng lên được nữa, nhưng vẫn có thể đề cao sức mạnh, hơn nữa cũng có thể nâng cao uy lực kiếm kỹ của hắn. Nói cách khác, ngoại trừ tốc độ đã đạt đến cực hạn ra, những mặt khác vẫn có thể nâng cao lên được. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Người đến chính là Lan Nhược. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Nhược, hơi kinh ngạc, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược đi tới trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt khá là nghiêm túc, báo cho ngươi một tin xấu. Đạo môn sắp ra tay rồi à? Lan Nhược gật đầu, không đơn thuần chỉ là đạo môn. Bọn họ lợi dụng gốc gác và nhân mạch của đạo môn để triệu tập rất nhiều cường giả đến. Những người này không thể khinh thường được. Diệp Huyên hỏi, bao nhiêu người? Lan Nhược liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bắt buộc phải biết. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên. Cường giả quy nhất cảnh của đạo môn có ít nhất là 460 tên, mà bây giờ thêm vào những cường giả của thế lực lệ thuộc vào bọn họ, cùng một vài người bị điển tịch võ học của họ mê hoặc đến, thì bây giờ cường giả quy nhất cảnh của đạo môn đang có ít nhất cũng phải hơn 600, trong đó không ít người vẫn còn đang giấu thực lực của mình. Diệp Huyên im lặng. Đội hình này đủ để nghiền nát vũ trụ ngũ duy đấy. Lan Nhược lại nói, ngoài ra, đạo lão nhị từng tự mình đến thánh địa, nói cách khác, thánh địa hẳn cũng đồng ý giúp đỡ một tay. Mà thực lực của thánh địa thì chúng ta không tra ra được. Không tra ra được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, xem ra ta nên lo bên thánh địa kia hơn. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, ngươi chuẩn bị đối phó với đạo môn như thế nào? Diệp Huyên cười nói, chỉ có thể đánh thôi. Liều mạng. Chắc chắn là không rồi. Gọi người. Diệp Huyên lắc đầu. Lan Nhược có chút không rõ, tại sao không gọi người. Diệp Huyên cười khổ, bởi vì ta cũng không biết các nàng ấy ở đâu. Lan Nhược ngạc nhiên, người nói thật không? Diệp Huyên cười trừ, nụ cười có hơi cay đắng, Lan Nhược cô nương, cô cảm thấy ta cần phải lừa cô làm gì à? Vậy tình cảnh bây giờ của ngươi thật sự có chút không ổn đấy. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Nhược rồi cười bảo, Lan Nhược cô nương, cảm ơn cô đã nhắc nhở ta. Lan Nhược lắc đầu, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nói đoạn, nàng quay sang Diệp Huyên, ta không biết ngươi có kế sách nào không, nhưng ta muốn nói cho người biết, nếu người phía sau ngươi không ra tay thì đạo môn kia giống như một ngọn núi lớn với ngươi vậy, ngươi không thể vượt qua được. Bảo trọng nhé. Nói xong, nàng ấy đã xoay người biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ liếc nhìn kiếm vô thượng, khẽ cười bảo, nên nếm thử vị máu tươi rồi. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Chấm chấm chấm. Đạo vực. Đạo vực lúc này vô cùng náo nhiệt, bởi vì vô số cường giả quy nhất cảnh đã tề tựu về đây. Hôm nay, có một người đàn ông mặc áo đen đi đến đạo vực. Người này chính là Diệp Huyên. Nhưng hắn lúc này đây thân mặc áo bào đen, dáng vẻ cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn thăm dò thử xem đạo môn định đối phó hắn như thế nào. Mà trong nháy mắt Diệp Huyên tiến vào đạo giới, không gian trước mặt hắn chợt rung lên, chốc sau, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên, các hạ là người phương nào? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ chân trời. Không ngờ Diệp công tử của vũ trụ ngũ duy lại đích thân đến đạo môn, đúng là khiến người khác bất ngờ. Vừa dứt lời, một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chính là đạo lão nhị. Mà bốn phía xung quanh cũng hiện ra vô số cường giả. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã bị bao vây chặt chẽ. Diệp Huyên trầm mặc. Ông đây thấy mình khởi đầu không thuận lợi lắm rồi đấy nhé. Chỉ là hắn có chút không hiểu, đối phương làm sao phát hiện ra hắn được. Phía chân trời, đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, người có hơi khinh thường đạo môn ta quá rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng là ta đã xem thường,
Đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, chư vị, giết được người này, đạo môn ta xin cam kết sẽ lập tức quy đổi phần thưởng ngay tại chỗ. Nghe vậy, mấy trăm cường giả quy nhất cảnh có mặt đồng loạt đưa mắt sang nhìn Diệp Huyên. Vì sao bọn họ lại đến đây? Tất nhiên là vì muốn lấy được một vài điển tịch võ học của đạo môn rồi. Nhất là võ học đạo kinh của đạo môn. Lúc này đã có người dục dịch muốn động thủ, mà Diệp Huyên ở phía xa bỗng cười nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta đến một mình thật à? Nghe thế, những kẻ vốn dĩ định ra tay liền ngừng lại. Tất nhiên bọn họ cũng có hiểu biết về Diệp Huyên này. Hiện tại ai mà không biết phía sau Diệp Huyên có một thế lực thần bí. Nơi chân trời, đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, người đang dọa ta đấy à? Diệp Huyên cười bảo, đạo lão nhị, ông cảm thấy ta sẽ đến đây chịu chết uổng sao? Đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, vậy ngươi tới làm gì? Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn rất muốn rút kiếm ra chém ngay tên đạo lão nhị này. Nhưng hắn không có lòng tin chắc chắn. Đầu tiên, đạo lão nhị này là cường giả trên quy nhất cảnh, thứ hai, đạo lão nhị cũng tu luyện đạo thể. Đạo thể kia rất có khả năng sẽ cản lại được thuấn sát nhất kiếm của hắn. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa đột nhiên cười nói, ta cảm thấy vị Diệp công tử này đúng là đi tìm chết. Diệp Huyên nhìn sang người nọ, gã nhìn thẳng vào Diệp Huyên rồi cười nhạo, Diệp Huyên, ngươi thật sự cho rằng thế lực phía sau ngươi có thể đối đầu với chúng ta. Ngươi! Lúc này, giọng nói của gã đã im bặt, gã trợn tròn hai mắt. Gắt gao ôm chặt lấy cổ họng của mình, nơi đó giờ đã có một đường kiếm cắt ngang, máu tươi không ngừng trào ra, nháy mắt đã nhuốm đỏ cả hai tay gã. Khoảnh khắc này, ai nấy đều thấy bối rồi. Bị giết rồi à? Ai giết? Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn mọi người ở đây, cười nói, chư vị, hôm nay ta chỉ đến tìm đạo môn thôi, còn những người khác kính mong ngậm miệng lại. Bởi vì ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, lúc này, trong mắt họ tràn ngập sự kiêng kỵ. Ban nãy Diệp Huyên vừa giết một vị quy nhất cảnh trong nháy mắt. Quan trọng nhất là bọn họ căn bản còn không thấy được Diệp Huyên xuất kiếm như thế nào. Lúc này trong lòng đạo lão nhị cũng có chút khiếp sợ, y cũng không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể giết cường giả quy nhất cảnh chỉ với một chiêu. Còn nhẹ nhàng ung dung đến thế. Thực lực của tên này rốt cuộc ra sao? Lúc này, Diệp Huyên nhìn mọi người có mặt ở đây, cười bảo, chư vị, ta biết đạo môn đã dùng một ít điển tịch võ học mê hoặc mọi người, bảo mọi người đến giết Diệp Huyên ta. Nhưng các ngươi có từng nghĩ rằng tại sao đạo môn phải làm thế không? Rất đơn giản, bởi vì đạo môn muốn các ngươi làm bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn. Lúc này, một ông lão đứng dậy nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người có thấy rõ ở đây chúng ta có bao nhiêu người không? Diệp Huyên cười đáp, mấy trăm người. Ông lão lạnh nhạt nói, Diệp công tử, theo ta được biết, vũ trụ ngũ duy bây giờ còn chưa có đến 100 cường giả quy nhất cảnh nữa, đúng không? Diệp Huyên bật cười, người nói đúng, đã vậy thì các ngươi ra tay đi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì, nhưng cũng không ra tay. Những cường giả quy nhất cảnh có mặt đều không ra tay. Lúc này đây, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại sao Diệp Huyên lại không hề sợ hãi? Bởi vì thế lực phía sau hắn. Trước tiên không nói đến việc có thể giết được Diệp Huyên hay không, cho dù giết được rồi thì sau đó sẽ ra sao? Ai giết Diệp Huyên ắt hẳn sẽ bị thế lực thần bí kia trả thù. Khoan nói đến những thứ khác. Những người có mặt ở đây có ai có khả năng đánh bại được cô gái áo trắng cùng Tư Đồ Thính Vân? Nếu bị hai người kia trả thù thì còn đường sống không? Nghĩ đến đây, ai nấy cũng đều liếc mắt sang nhìn đạo môn, không ai muốn làm chim đầu đàn trong vụ này cả. Thấy mọi người không ai ra tay, đạo lão nhị chậm rãi siết tay phải lại, y biết, những kẻ này đều thành tinh cả rồi, nếu y không ra tay thì chúng chắc chắn sẽ không chịu làm chim đầu đàn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên vung tay phải lên, một khắc sau, hắn bỗng vỗ về trước một cái. Phần thiên tuyệt. Trường này tung ra, một ngọn lửa phóng ra từ trong tay Diệp Huyên, chỉ thoáng chốc, toàn bộ tinh không đã vỡ vụn.
thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, những cường giả kia thấy thế thì vô cùng sợ hãi, ai nấy đều không ngờ Diệp Huyên đang nói chuyện yên lành lại đột ngột ra tay, mà những cường giả quy nhất cảnh cách hắn khá gần cũng bị phần thiên tuyệt nổ tan tác thành hư vô, còn có một ít tên khác thì bị chấn động lùi lại liên tục. Đúng lúc này, giọng nói của đạo lão nhị lại bỗng vang lên, chạy đi đâu? Vừa dứt lời, đạo lão nhị vươn tay ra giữa không trung bắt lấy thứ gì đó, ở vùng tinh không cách đấy mười mấy vạn dặm, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện che lấp cả bầu trời, sau đó nó lao thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức xoay người, chém một chiêu kiếm ra. Đạo kiếm. Chiêu kiếm này nhanh như điện bắn. Bàn tay khổng lồ kia rung lên kịch liệt, sau đó nứt ra, còn Diệp Huyên thì bị đẩy lùi ra sau mấy vạn trượng. Nhưng chỉ một chốc sau đó, cả người hắn đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất không còn thấy đâu. Đạo vực. Sắc mặt đạo lão nhị xám xịt, bởi vì y phát hiện Diệp Huyên đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này y đột nhiên ngộ ra, hình như bản thân đã đánh giá thấp Diệp Huyên này rồi. Phải là vô cùng thấp. Diệp Huyên bây giờ đã có thực lực dễ dàng giết chết một cường giả quy nhất cảnh ngay trong tích tắc. Hơn nữa còn có thể tu luyện võ học đạo kinh của đạo môn đến trình độ như này. Không riêng đạo lão nhị, những cường giả quy nhất cảnh ở đây đều nghiêm mặt lại, thực lực của Diệp Huyên thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Hắn thật sự chỉ là thành đạo cảnh. Chung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp, trong mắt ai nấy đều là vẻ kiêng kỵ. Mà lúc này đây, một vùng tinh không cách nơi đây mười mấy vạn dặm đã biến thành một hố đen kịt. Không chỉ thế, một luồng sức mạnh cực lớn còn đang không ngừng ăn mòn bản nguyên đạo giới. Đạo lão nhị nhìn lượt biến phía đang định nói chuyện thì đúng lúc này, trong mắt y co rụt lại, y vội xoay người lại đối diện với một luồng kiếm quang đang phóng đến. Đạo lão nhị siết chặt hai tay lại, nhưng lúc này, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua giữa hàng mày của y. Tất cả mọi người đều cả kinh. Diệp Huyên hạ sát chiêu đánh úp. Đây là điều mọi người không ai nghĩ đến được. Cho dù là đạo lão nhị cũng không. Sao tên Diệp Huyên này dám? Lúc kiếm của Diệp Huyên đâm vào giữa hàng mày đạo lão nhị được nửa tấc thì không tài nào tiến sâu hơn được nữa. Đạo thể. Trong giây phút mấu chốt, đạo thể của đạo lão nhị đã có tác dụng bảo mệnh. Thấy không thể đâm vào tiếp nữa, Diệp Huyên đột nhiên giẫm chân phải một cái, tay thì xoay tròn về phía trước. Đạo lão nhị lập tức bị chấn động văng ra ngoài hơn ngàn trượng. Còn Diệp Huyên thì xoay người bỏ chạy mất dạng. Đánh một đòn vô ích, liền trốn xa vạn dặm. Trong tinh không, đạo lão nhị chậm rãi nhắm hai mắt lại, vùng da thịt ở giữa chân mày y đã bị rạn nứt thành hình mạng nhện, không chỉ thế, thân thể y cũng đã bị tổn hại ở một trình độ nhất định. Sắc mặt bấy giờ của đạo lão nhị vô cùng khó coi. Nếu như không nhờ có đạo thể, ban nãy rất có thể y đã bị Diệp Huyên giết trong nháy mắt chỉ với một chiêu kiếm. Chiêu kiếm đó khiến y bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù là y cũng không trở tay kịp. Ở xung quanh, vẻ mặt của những cường giả quy nhất cảnh vô cùng nghiêm nghị, bây giờ bọn họ vẫn thấy hãi ở trong lòng. Lúc này mọi người đều không khỏi tự vấn lại bản thân. Nếu chiêu kiếm đó của Diệp Huyên nhắm vào mình thì họ có đỡ được không? Đáp án là không thể. Diệp Huyên này rốt cuộc là sát thủ hay là kiếm tu? Bỗng, đạo lão nhị lên tiếng, chư vị đi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, y xoay người rời đi. Những cường giả quy nhất cảnh còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra lúc này đây, có vài người đã giống trống lui quân ở trong lòng rồi. Vì họ phát hiện Diệp Huyên này hình như không dễ bị bắt nạt lắm. Ở nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên dừng lại, hai mắt hắn nhắm chặt. Không thể không nói, đáng tiếc quá. Vừa nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã có thể kết liễu được đạo lão nhị kia rồi. Đạo thể. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn không thể dùng một kiếm phá nát đạo thể được. Chém thêm vài nhát thì có lẽ là có cơ hội. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Diệp Huyên không trở về vũ trụ ngũ duy mà đi thẳng đến Thánh Địa Vô Biên. Thánh Địa Vô Biên. Đối với thế lực thần bí này,
Diệp Huyên vẫn luôn thấy kiêng kỵ. Lần này đến, hắn muốn tự mình điều tra thánh địa vô biên. Ngay lúc Diệp Huyên vừa bước vào thánh vực, trong nhà trúc sau núi thánh địa, cô gái đang đọc sách cổ đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng ta ngoái đầu ra ngoài, khóe miệng hơi cong lên, thú vị. Nói xong, nàng lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trong tinh không, Diệp Huyên không đi tiếp nữa. Bởi vì hắn cảm thấy đã có người phát hiện ra mình. Cái cảm giác này có chút mờ mịt. Diệp Huyên nhìn về phía thánh địa vô biên, một lát sau, hắn quyết định xoay người rời đi. Hắn không mạo hiểm nữa. Với thực lực hiện giờ của hắn, vẫn chưa đủ để mạo hiểm. Sau khi Diệp Huyên rời đi, cô gái bí ẩn trong nhà trúc phía sau núi thánh địa bật cười, thông minh lắm. Lúc này, thánh chủ đi đến trước nhà trúc, hơi thi lễ, chủ nhân, Diệp Huyên kia vừa mới đến đạo môn, sau đó sang thánh địa của chúng ta, bây giờ hắn đã rời đi rồi. Cô gái nói, không cần quan tâm đến hắn. Thánh chủ gật đầu, đã rõ. Nói rồi ông ta cũng yên lặng rời đi. Trong nhà trúc, cô gái đọc sách cổ, chẳng biết là đang nghĩ đến điều gì mà ánh mắt nàng ta dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên đến huyền thành, vừa bước vào huyền thành, một người áo đen bỗng xuất hiện phía sau hắn. Diệp Huyên xoay người, người áo đen vung tay phải, 15 cái đầu đầm đìa máu rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Người áo đen nói, tất cả đều là cường giả quy nhất cảnh của đạo môn. Diệp Huyên nhìn người áo đen, đây chính là kẻ đã chém chết cường giả của đạo môn ngay trong buổi đấu giá khi trước của hắn. Hắn không ngờ là đối phương thật sự dám giết cường giả đạo môn. Hơn nữa còn là giết 15 cường giả quy nhất cảnh. Lúc này, người áo đen chìa tay phải ra. Diệp Huyên búng tay một cái, một quyển sách xuất hiện trước mặt người áo đen. Chính là quyển Đạo Kinh thứ 9. Người áo đen nhận Đạo Kinh rồi xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, người có muốn làm thêm một giao dịch nữa không? Người áo đen dừng lại, người còn gì khác? Diệp Huyên cười, người cảm thấy ta có thể cho ngươi thứ gì? Người áo đen trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, quyển Đạo Kinh thứ 9, người đọc hiểu được không? Người áo đen mở quyển sách ra, một lát sau, gã hỏi ngược lại, người đọc hiểu được. Ta đã cho người nghiên cứu thấu đáo cả quyển này rồi. Người có muốn không? Người áo đen im lặng. Diệp Huyên lại nói, bà Sa Tông giữ quyển Đạo Kinh thứ 9 nhiều năm như thế mà vẫn chưa thể hiểu rõ được nó, người cảm thấy người còn lợi hại hơn cả bà Sa Tông à? Người áo đen nói, người muốn ta làm gì? Diệp Huyên nói, theo ta. Người áo đen lắc đầu, không được, người quá nguy hiểm, theo ngươi là phải liều mạng, không đáng. Nếu ta đưa ra được một cái giá vừa ý ngươi thì sao? Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, bao nhiêu? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, có muốn đến Cửu Duy không? Cửu Duy? Người áo đen sửng sốt. Diệp Huyên nhìn về phía người áo đen, ta nói thật lòng. Người áo đen trầm giọng trả lời, thực sự là người của Cửu Duy. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người áo đen trầm mặc một lát rồi nói, sao ta tin ngươi được? Diệp Huyên búng tay một cái, kiếm vô thượng xuất hiện trước mặt gã, đây là thứ ta mang ra từ Cửu Duy, ngươi nhìn đi. Người áo đen do dự một lúc rồi nắm lấy thanh kiếm, một khắc sau, gã ngẩng phát đầu lên nhìn Diệp Huyên, thứ này. Diệp Huyên cười, chưa từng gặp thanh kiếm kỳ lạ đến vậy đúng không? Người áo đen im lặng. Diệp Huyên tiếp tục nói, bây giờ ngươi đã là quy nhất cảnh đỉnh cao, có muốn đạt đến cấp bậc cao hơn không? Ví dụ như thần cảnh. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, thế lực phía sau ngươi mạnh như thế, tại sao còn cần ta? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, ta là thái tử của Cửu Duy, hạ phàm xuống đây lịch luyện, giống kiểu hoàng đế nhân gian cải trang vi hành ấy, hiểu chưa? Người áo đen nhìn Diệp Huyên, tại sao ta cứ có cảm giác ngươi đang xạo sự? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta là kiếm tu, còn là kiếm tu tuyệt đỉnh đương thời. Ngươi cảm thấy một kiếm tu mạnh mẽ như vậy mà lại đi nói dối à? Người áo đen trầm mặc. Diệp Huyên tiếp tục nói, 3 năm, ngươi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ta sẽ giúp ngươi đạt đến thần cảnh, nếu không thể,
Nói đến đây, hắn nhìn về phía người áo đen, các hạ họ gì? Dương. Diệp Huyên vội nói, nếu không thể giúp ngươi đạt đến thần cảnh, ta sẽ theo họ ngươi. Người áo đen. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không cưỡng ép, nếu không tự nguyện thì có thể rời đi. Người áo đen lắc đầu, theo ngươi thì nguy hiểm quá. Nói xong, gã định rời đi. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, ngươi giết 15 người đạo môn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người áo đen dừng bước, Diệp Huyên lại nói, ta sắp triệu hoán đại đạo chi linh rồi, ngươi thật sự không muốn chứng kiến cảnh đại đạo chi linh xuất hiện à? Theo ta, ngươi có thể nhận được tất cả giảng giải về đạo kinh, bao gồm cả quyển thứ 9. Nếu ngươi chỉ có một mình, thì tin ta đi, ngươi sẽ đọc không hiểu đạo kinh nói gì đâu. Người áo đen lần nữa mở quyển trục ra, sau khi nhìn một lát, gã liền biến mất tạo chỗ. Diệp Huyên hơi cong khóe môi lên. Hắn biết, người này sẽ đến tìm hắn lại. Bởi vì đối phương chắc chắn đọc không hiểu được quyển đạo kinh thứ 9. Nếu không nhờ có niệm niệm, cho dù là hắn cùng Diệp Chi Mệnh cũng không thể hiểu nổi quyển sách này nói gì. Diệp Huyên xoay người rời đi, hắn đến huyền thành tìm Lan Nhược. Trong hoa viên, cả hai sóng bước đi cùng nhau. Lan Nhược nhẹ giọng nói, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Rõ ràng việc Diệp Huyên làm ở đạo vực đã được truyền đến tai nàng ấy. Nói thật, nàng ấy cũng có chút khiếp sợ. Diệp Huyên giết một cường giả quy nhất cảnh trong nháy mắt, đồng thời còn suýt nữa đã giết được đạo lão nhị. Nếu không phải đạo lão nhị có đạo thể thì chắc chắn đã tiêu đời rồi. Phải biết, Diệp Huyên vẫn còn một thanh kiếm chuyên nhắm vào linh hồn, chỉ cần biến thành thể linh hồn, khi đối diện với Diệp Huyên này, sức chiến đấu của họ sẽ giảm xuống ít nhất vài bậc. Diệp Huyên nhìn Lan Nhược cười nói, Lan Nhược cô nương, thực không dám giấu gì, lần này đến tìm cô là để xin giúp đỡ một việc. Nói đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Huyền Thành có bồi dưỡng sát thủ không? Có. Tâm pháp của chín quyển đạo kinh cùng võ học của đạo giới. Lan Nhược im lặng. Nàng ấy rất động lòng. Đối với tâm pháp cùng võ học của đạo môn, không có thế lực nào không thèm thuồng cả. Nhưng nàng vẫn còn hơi do dự. Nếu đồng ý với Diệp Huyên là đồng nghĩa cực Huyền Thành cùng mạo hiểm với hắn. Như biết được suy nghĩ của Lan Nhược, Diệp Huyên lại nói, những người này của Huyền Thành, đạo môn có biết không? Lan Nhược lắc đầu, đó là một vài lá bài tẩy của Huyền Thành ta. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ổn rồi, cứ nói những người này là do thế lực phía sau ta bồi dưỡng ra là được. Muốn đối phó với đạo môn, như thế vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta biết. Lan Nhược im lặng một lát, sau đó nàng ấy nhẹ nhàng vỗ tay, một khắc sau, 10 bóng đèn im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm túc. 10 người này xuất hiện mà thần không hay quỷ không biết. Lúc này đây, hắn phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp những thế lực cổ xưa này lắm. Gốc gác của những thế lực này không phải dạng vừa đâu. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, 10 người này am hiểu ám sát cùng theo dõi, hiện tại bọn họ đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Diệp Huyên xòe tay ra, 9 quyển sách xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa cho Lan Nhược rồi nói, đây là 9 quyển đạo kinh về tâm pháp và võ học đạo giới. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, ngươi chịu thiệt rồi. Bạn bè mà, tính toán nhiều vậy làm gì? Lan Nhược do dự một lúc, sau đó nàng ấy lại vỗ tay một cái, lúc này, lại thêm 10 người áo đen nữa xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. 20 cường giả siêu cấp. Đều là sát thủ. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, cho ngươi hết đấy. Diệp Huyên khẽ nói, cảm tạ. Suy cho cùng vẫn là ngươi chịu thiệt thôi. Cười nói, Lan Nhược cô nương, bây giờ ta phải đi làm đại sự, vậy nên hẹn gặp lại nhé. Nói xong, hắn dẫn theo 20 người rời đi. Lan Nhược bỗng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên xoay người nhìn Lan Nhược cười mỉm, hẹn gặp lại. Hắn cười đáp, ừ. Nói xong, Diệp Huyên dẫn theo 20 sát thủ siêu cấp biến mất. Trong một vùng tinh không nào đó, Diệp Huyên nhìn 20 người trước mặt, tất cả đều là quy nhất cảnh đỉnh cao, hơn nữa lại vô cùng am hiểu thuật ẩn thân và ám sát.
20 người không nhiều, nhưng nếu là 20 sát thủ thì lại khác. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía đạo vực. Hắn không muốn ngồi chờ chết nữa. Một lát sau, Diệp Huyên dẫn theo 20 người biến mất không còn thấy đâu. Chấm chấm chấm. Đạo môn. Trong đại điện, đạo lão nhị ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân y tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh rất lộng lẫy. Chữa thương. Chiêu kiếm của Diệp Huyên dù chưa thể chém giết y, nhưng cũng đã tạo thành một tổn hại không hề nhỏ cho đạo thể. Bỗng, y mở choàng hai mắt như nghĩ đến điều gì đó, truyền lệnh xuống, Diệp Huyên đã có thực lực giết chết quy nhất cảnh dễ dàng, bảo các đệ tử đạo môn phải cẩn thận. Ngoài điện, một giọng nói vang lên, vâng. Trong điện, đạo lão nhị chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, trong lòng y rất bất an. Thực lực của Diệp Huyên vượt quá dự đoán của y rất nhiều. Hiện tại Diệp Huyên chỉ mới là thành đạo cảnh, nhưng đã có thể làm y bị thương, phải biết rằng y hơn Diệp Huyên đến tận hai cảnh giới đấy. Đừng nói là bán bộ thần cảnh, chỉ thành đạo cảnh và quy nhất cảnh thôi cũng đã có sự chênh lệch một trời một vực rồi. Mà bây giờ Diệp Huyên lại có thể đánh vượt tận hai cấp. Thế là kinh khủng đến mức nào? Lẽ nào tên này đến từ Cửu Duy thật? Tất nhiên là y không tin lời nói nhảm này của Diệp Huyên. Cửu Duy. Nếu thật sự có nơi này, lão tổ đạo môn lúc trước chắc chắn sẽ nhắc đến rồi, nhưng lão tổ lại chưa từng nói gì về nơi này. Hơn nữa, Diệp Huyên thích lừa người, lời của hắn ai mà tin được. Đúng lúc này, đạo lão tứ đi vào đại điện, bây giờ thân thể của gã đã được khôi phục. Đạo lão tứ khẽ nói, chúng ta không thể kéo dài thời gian được nữa. Đạo lão nhị trầm mặc. Đạo lão tứ lại nói, trước đây không lâu, Diệp Huyên chỉ giết một thành đạo cảnh thôi cũng đã rất mất công, nhưng bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chém giết quy nhất cảnh. Tốc độ trưởng thành của hắn quá mức khủng bố, nếu tiếp tục như thế nữa, e là chẳng bao lâu sau hắn sẽ dễ dàng giết được bán bộ thần cảnh, hay thậm chí là thần cảnh. Bây giờ ra tay thì phải giải quyết cho bằng được hai người, là cô gái áo bào trắng và Tư Đồ Thính Vân kia. Không riêng gì hai người đó, còn có Diệp Liên và cô gái váy trắng nữa. Hai người này cũng không đơn giản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.